Cô Mộng, chúc mừng cô đã có thai rồi. Cảnh Thâm, em báo cho anh một tin vui. Cảnh Thâm, anh... Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Phó Cảnh Thâm, tôi đã mang thai rồi, anh không được chạm vào tôi. Mang thai ư? Hôm nay vừa có báo cáo xét nghiệm, tôi đã mang thai con của anh rồi. Cô Mộng, chúc mừng cô đã có thai rồi. Sau khi Cảnh Thâm biết được, thái độ với mình nhất định sẽ cải thiện hơn. Cho dù chỉ là một chút. 3 năm rồi cô không mang thai. Hôm nay cô mang thai ư? Tôi nói thật đó. Tôi không bao giờ tin lời cô nói. Phó Cảnh Thâm, tôi mang thai rồi, anh không được đụng vào tôi. Mang thai thật rồi à? Bác sĩ tác động để phá thai hoặc uống thuốc để phá thai, cô tự chọn đi. Phó Cảnh Thâm, đây là con của chúng ta. Cô không xứng mang thai đứa con của nhà họ Phó. Vì con của hạng đàn bà như cô, tôi thấy nhơ nhớp lắm. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Biết rõ rồi còn hỏi. 3 năm trước cô làm thế nào được gả vào nhà họ Phó? Trong lòng cô không biết rõ sao? 3 năm trước là bố gả tôi cho anh, nói là tôi có thể truyền máu cho anh. Và tôi thực sự rất là thích anh. Còn dám nói dối à? Rõ ràng là cô uy hiếp bố tôi, còn nói là thích tôi ư? Cô thích tiền của nhà họ Phó đúng không? Không phải. Tôi không có thời gian nghe cô giảo biện. Nếu cô không chọn, tôi sẽ chọn giúp cô. Là tôi đã gạt anh đó. Tôi không hề mang thai. Gạt tôi à? Phải. Tôi muốn báo tin giả mang thai để lừa tiền anh đó. Không ngờ đã bị anh nhìn thấu luôn rồi. Mộ Vũ, cô là ả đàn bà ghê gớm nhất tôi từng gặp. Từ nay trở đi, cô đừng hòng lấy được một xu của nhà họ Phó. Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ con gái, em trai của con sắp chết rồi. Mẹ, Thiếu Phong còn trẻ như vậy, sao lại đột nhiên bị bệnh tim? Có phải bệnh viện nhầm lẫn rồi không? Chúng ta đổi bệnh viện khác làm kiểm tra lại đi. Kiểm tra cái gì chứ? Còn trì hoãn nữa là em của con sẽ mất mạng đó. Con mau chi 100 vạn cho em trai của con làm phẫu thuật đi. 100 vạn sao? Con đâu ra nhiều tiền như vậy? Con mau xin Phó Cảnh Thâm đi. Nhà của họ giàu như vậy, mau cho em trai của con phẫu thuật đi. Mẹ, Phó Cảnh Thâm đó sẽ không cho con tiền đâu. Con đi nịnh cậu ấy, hầu hạ cậu ấy đi. Nếu gì cậu ấy cũng sẽ cho con mà thôi. Mẹ, chị của con không lo được cho con. Mẹ đây cũng không muốn sống nữa đâu. Mẹ chết cùng con cho rồi đi. Con đi xin tiền Phó Cảnh Thâm. Mau đi đi. Mau đi xin tiền Phó Cảnh Thâm đi. Đi nhanh đi. Nó đi rồi. Ai cho cô vào đây hả? Cút ra ngoài. Anh Cảnh Thâm, đừng như vậy mà. Chị Mộ vội vã như vậy chắc chắn có chuyện gấp đó. Chị Mộ, chị có chuyện gì vậy? Cảnh Thâm, em trai của tôi bị bệnh tim, cần làm phẫu thuật gấp. Cho tôi vay 100 vạn được không? Giả giờ mang thai, không được xin tiền. Giờ lại dùng chuyện người nhà bị bệnh để gạt tiền hả? Tôi không có gạt anh đâu. Em trai của tôi bị bệnh tim thật đó. Nó không mổ thì sẽ chết mất. Vậy cô để nó chết đi. Đừng nói nó là em trai cô. Dù là cô chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Phó Cảnh Thâm, coi như là tôi vay anh số tiền này đi, tôi sẽ trả lại mà. Lấy cái gì để trả? Trừ phi cô ra ngoài bán thân. Tôi từng nói rồi, đừng hòng lấy một xu của nhà họ Phó này. Cút. Anh Thâm, anh làm như vậy với chị Mộ có hơi quá đáng không đó? Mạc Hy, em quá lương thiện. Hà nàng bà như thế không xứng đáng được thương xót. Biết không hả? Người ta chỉ là không mong ai bị tổn thương mà thôi.
Đi điều tra tình hình của Mộ Thiếu Phong đi. Chị Mộ, chị Mộ, chị đừng có để bụng những lời vừa nãy anh Thâm vừa nói. Phó Cảnh Thâm không có ở đây, cô đừng đóng kịch nữa. Có chuyện gì nói thẳng luôn đi. Mộ Dũng, tôi rất mong cứu em trai của chị. Chỉ cần chị chủ động ly hôn với Phó Cảnh Thâm, tôi sẽ khuyên anh ấy cho chị vay 100 vạn. Cô tưởng tôi đòi ly dị xong thì ông Phó sẽ cho một ả 3 năm trước sang người bắt cóc Phó Cảnh Thâm, khiến anh ta trọng thương như cô làm dâu nhà họ Phó sao? Chị nói tầm bậy gì vậy? Ai bắt cóc Phó Cảnh Thâm? Tôi nói bậy sao? 3 năm trước cô nợ cả một đống tiền, bị dồn vào đường cùng, đã nhắm vào Phó Cảnh Thâm. Cô sai người bắt cóc anh ta để đòi tiền chuộc. Kết quả lúc phản kháng thì bị trọng thương. Sao đây? Tôi nói không đúng sự thật sao? Đương nhiên là không đúng sự thật rồi. Chị có bằng chứng gì không? Cô bật lại tôi cũng vô dụng thôi. Làm cho ông Phó tin tưởng cô đi. Cái ông già chết tiệt đó sao? Nghi ngờ tôi thì đã sao chứ? Chỉ cần có được trái tim Phó Cảnh Thâm thì vị trí cô Phó sớm muộn gì cũng là của tôi mà thôi. Vậy thì tôi xin chúc mừng cô Bạch đây. Có điều bây giờ là buổi trưa nên không chúc mừng nữa. Mộ Dũng, ông chủ Lý, tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện. Mình đi đâu tìm được 100 vạn bây giờ? Cô Mộ phải không? 100 vạn của em trai cô, tôi có thể giúp cô giải quyết được. Cô Mộ đến rồi à? Uống cùng tôi một ly đi. Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi xuống uống với tôi một ly đi. Tôi không biết uống rượu. Ông chủ Lý, sao ông lại giúp tôi? À, bố cô lúc còn sống là bạn thân của tôi. Chuyện của con cái bạn bè, tôi lại thấy chết không cứu sao được. Cảm ơn ông Lý. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. 100 vạn này cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhớ cô không trả được thì làm sao? Cô phải đưa gì đó để đảm bảo. Ông muốn điều kiện gì? Ngủ với chú đây một đêm là được rồi. Vậy tôi không vay tiền nữa. Này, có thể không vay tiền nhưng phải ngủ với tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cô gào rách họng cũng không ai cứu cô đâu. Cứu cô hãy chịu tôi đi. Có ai không? Cứu tôi với. Mộ Vũ, Phó Tổng, Cảnh Thâm, cứu tôi với. Xem ra những lời tôi nói trước đây cô đã tiếp thu đủ cả. Cô ra ngoài bán thân thật à? Cô ra ngoài bán thân thật à? Cảnh Thâm, là tôi đã bị ông ta... Phó Tổng, là cô ta quyến rũ tôi. Là cô ta quyến rũ tôi. Cô ta nói nếu tôi đưa 100 vạn cho cô ta nhất định ngủ với tôi một tháng. Chị Mộ, sao chị có thể làm ra những chuyện như vậy? Cho dù cô thiếu tiền đi chăng nữa thì cũng không nên bán rẻ thể xác của mình chứ. Huống hồ bây giờ chị còn là cô Phó. Cảnh Thâm, không phải như vậy đâu. Tôi không có. Không lừa được tiền của nhà họ Phó thì bắt đầu đi tìm người đàn ông khác đúng không? Anh không thể nào tin tôi một lần sao? Tôi có thể tin tưởng hàng đàn bà giả dối như cô sao? Chẳng phải cô cần tiền sao? Được, tôi thỏa mãn cho cô. Ông, hãy tiếp tục làm cho xong chuyện vừa nãy cho tôi đi. Phó Cảnh Thâm, anh điên rồi sao? Phó Tổng, làm thế không hay cho lắm. Còn cần tôi đi tìm giường cho ông à? Hiểu rồi ạ, à. Hiểu rồi ạ, à. Thưa Phó Tổng, cô Mộ, cô nghe thấy rồi chứ? Đây là ý của Phó Tổng. Cô đã nghe rõ rồi chứ? Cứu tôi với. Phó Cảnh Thâm, tôi không gạt anh đâu. Tôi đang mang thai con của anh đó. Em trai của tôi cần cứu mạng. Em trai của tôi thực sự cần phẫu thuật. Nó thực sự cần phẫu thuật đó. Phó Cảnh Thâm, tôi hận anh. Phó Cảnh Thâm, tôi hận anh. Phó Cảnh Thâm, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đủ rồi. Phó Cảnh Thâm, Phó Cảnh Thâm, tôi hận anh. Tôi nói đủ rồi. Hai người ra ngoài đi. Anh Thâm, anh tha cho chị Mộ lần này đi. Ra ngoài. Dân dân. Phó Cảnh Thâm lại thủ hạ lưu tình. Xem ra trong lòng anh ta vẫn còn cái á tiện nhân đó. Sao? Dư vị còn lâu hả? Đã quấy nhiễu chuyện tốt đẹp của cô. Cô nhất định rất hận tôi, đúng không? Bây giờ tôi chạm vào cô, tôi còn thấy ghê gớm. Cần tiền đúng không? Cầm lấy đi. Tôi sẽ trả cho anh.
Phó tổng, Mộ Thiếu Phong không hề bị bệnh, cậu ta giả vờ đó. Mẹ, Thiếu Phong sao rồi? Tiền đâu? Tiền đâu rồi? Mẹ đã nói rồi, con nhất định sẽ kiếm được mà. 100 vạn đó, mẹ. Thực ra là mẹ vui quá thôi. Bây giờ mẹ sẽ đi nộp viện phí làm phẫu thuật cho em của con. Mẹ đi nộp tiền đi. Mẹ à, Thiếu Phong cần làm phẫu thuật, sao con có thể đi về trước được chứ? Con ở đây có ích gì đâu chứ. Làm phẫu thuật con giúp được gì đâu. Phẫu thuật xong mẹ sẽ báo cho con biết. Có mẹ ở đây con cứ yên tâm đi. Về đi. Thiếu Phong, có tiền rồi, 100 vạn. Có tiền rồi, 100 vạn. Phải đó. Lời rồi, lời rồi. Có tiền rồi. Có tiền rồi con trai. Phải, chúng ta lời có tiền rồi. Lời rồi. 100 vạn đó. Nếu về như vậy đúng là không yên tâm. Mình vẫn nên chờ mẹ về cùng. Đợi Thiếu Phong mổ xong. Nè con trai, đừng cờ bạc nữa được không? Lỡ như thua nữa thì không hay đâu. Sao có thể thua mãi được? Với lại thua thì sao chứ? Lại gạt chị lần nữa là được rồi. Nhỏ Phó nhiều tiền lắm. Mẹ, con vẫn thấy. Thiếu Phong. Mẹ, hai người gạt con. Căn bản là không bị bệnh gì hết. Gạt con thì làm sao? Trước đây xin tiền con đều không cho. Bây giờ con không có tiền thiệt mà. Không có tiền ư? Không có tiền thì giờ sao lại có tiền thế? Có biết tiền này ở đâu mà chị có được không? Làm thế nào có được? Chẳng phải chị đã hầu hạ cho Phó Cảnh Thâm được sướng sao? Thiếu Phong, em trả tiền cho chị. Cái đồ lỗ vốn như mày, còn dám giật tiền của em trai mày sao? Đó là tiền của con. Cái gì mà tiền của mày chứ? Em trai của mày mua nhà mua xe lấy vợ. Người chị như mày không có trách nhiệm sao? Sao còn phải gánh vác chuyện của nó? Là dựa vào, nó là con trai duy nhất của nhà mình. Là vì nó là con trai duy nhất của nhà mình. Sao mẹ phải nhiều lời với chị ấy thế? Mau dẫn con đi làm thủ tục xuất viện đi. Con còn đợi đi kiếm lãi. Mẹ, mẹ trả tiền cho con đi. Mẹ còn dám giật nữa sao? Tao sẽ đánh chết mẹ bây giờ. Chị Mộ, chị làm sao đó? Chị Mộ, đừng nói là chị mang thai thiệt đó nha. Tôi có làm sao cũng đâu liên quan gì tới cô. Nếu mà chị mang thai thật thì có liên quan tới tôi rồi đó. Nè chị Mộ, tôi nói cho chị biết, người kế thừa nhà họ Phó chỉ có thể là con do tôi sinh ra thôi. Còn những người khác không có tư cách đâu. Kể cả chị. Cảnh Thâm. Mộ Vũ, cô lại giở trò gì thế? Cứu con của chúng ta đi. Cứu con của chúng ta đi Cảnh Thâm. Mộ Vũ, không giữ được đứa bé, mong Phó Tổng đừng đau buồn. Cô ấy mang thai thật ư? Cả đàn bà này lại gạt mình, chẳng nói câu nào thật cả. Bác sĩ phá thai cho hay uống thuốc phá thai, cô tự chọn đi. Con nhóc đáng chết, con dám giành miếng ăn với em trai của mày sao? Mày cút đi cho tao. Mẹ, tối nay không cho mẹ ăn cơm. Con sai rồi, mẹ đừng đuổi con đi mà. Mẹ cút ra ngoài cho tao. Mẹ đừng đuổi con đi. Đứa bé này đúng là đáng thương. Dừng xe. Cậu chủ, sao thế? Khoan đã. Em ngốc thế, trời mưa to mà lại không đem ô. Tôi đúng là ngu ngốc. Ngốc tới mức lúc đó đã đem lòng yêu anh tới mức có con với anh. Và ngốc tới mức mất cả đứa con. Chị Mộ, chị tỉnh rồi sao? Mất đứa con rồi, cảm giác thế nào? Cảm thấy trong bụng và trong lòng của mình đều trống rỗng có đúng không? Tôi giết chết cô. Bạch Mạc Hy, tôi sẽ giết chết cô. Tiện nhân như chị cũng xứng đáng để giết tôi sao? Phó Tổng,
Chị Mộ. Mạc Hi, em không sao chứ? Em không sao. Không biết chị Mộ làm sao có nhìn thấy em là như phát điên, sau đó còn đòi giết em nữa. Mộ Vũ, cô muốn chết à? Phó Cảnh Thâm, là cô ta đã hại chết con của chúng ta. Mộ Vũ, tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng đem cái chết của đứa con đổ tội lên đầu người khác. Là cô ta đã hại chết nó thiệt mà. Đủ rồi, cô chỉ cần tiền thôi mà. Nói đi, lần này cô cần bao nhiêu? Không cần tiền, tôi muốn cô ta đền mạng cho con của tôi. Cô đóng kịch nhập vai quá mức rồi. Không cần tiền ư? Cô tưởng là tôi không biết chuyện cô bảo em trai mình giả bệnh sao? Không phải tôi kêu nó giả bệnh đâu, tôi là cũng bị nó gạt đó. Cô có bao giờ nói được lời thật không? Phó Cảnh Thâm, anh không tin tưởng tôi chút nào sao? Tôi thấy cô đúng là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ. Người đâu? Dẫn hai người đó vào đây. Mẹ, Thiếu Phong. Mẹ con dễ, đều là do nó sai khiến bọn mẹ làm như vậy đó. Nó nói con không cho nó tiền, cho nên mới kêu bọn mẹ diễn viên kịch này cùng với nó. Đúng thế, là chị đã sai khiến em và mẹ. Tiền cũng bị chị ấy cầm đi rồi. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Mấy người, tôi muốn xem bây giờ cô còn giáo biện thế nào được nữa. Phó Cảnh Thâm, anh có thế lực mạnh như vậy, sao không điều tra đi? Chẳng lẽ cô bảo tôi tin tưởng hạng phụ nữ gian dối như cô sao? Vừa nãy cô nói gì hả? Cô nói là Mạc Hy hại chết con của cô. Bây giờ cô lại nói mẹ và em trai cô thông đồng với nhau hại cô. Dù những lời họ nói đều là giả dối, cô cũng nên nhìn nhận lại chính bản thân mình. Làm người sao lại thất bại đến thế? Vì sao tất cả mọi người đều chống lại cô? Tôi đúng là rất ngốc. Mẹ con gái, đừng có cãi nữa. Mau nhận lỗi với Cảnh Thâm đi. Dù gì 100 vạn đó đối với Cảnh Thâm mà nói như là muối bỏ bể thôi, có đáng gì đâu. Bà cút đi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Dì à, dì không sao chứ? Chị Mộ, sao chị có thể làm như vậy? Dì ấy là mẹ của chị đó. Mọi người đừng trách nó. Nó vừa mới mất đi đứa con, tâm trạng buồn bã. Tôi có thể hiểu được, bởi vì tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng rất là thương nó. Con dẫn mẹ đi khám nhé. Tiền nó cầm hết đó, chúng ta lấy gì đi khám đi? Đừng đóng kịch cho tôi xem nữa. Thảo nào khi nãy tôi cho cô tiền, cô lại bảo không thèm. Thì ra là thông đồng với nhau, cùng đóng kịch để gạt tôi. Tôi không có làm như vậy. Gia đình các người thích dùng cách này để xin tiền. Được, tôi toại nguyện cho cô. 100 vạn. Đủ rồi chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Anh đừng có cho. Đủ rồi, đủ rồi. Đúng là con rể ngoan của mẹ. Mẹ, mẹ không được nhận. Con không có tiền để trả đâu. Trả cái gì mà trả? Chúng ta là người một nhà mà. Ôi trời ơi, cái lưng của mẹ. Mẹ con trai, mau đưa mẹ đi khám đi. Mẹ, đừng mà. Mẹ quay lại đây. Đã cầm tiền rồi, còn giả vờ gì nữa? Anh buông tay ra. Anh Thâm, chị Mộ vừa mới sảy thai, không được đi lại đâu. Anh mau nhốt giấy lại đi. Mẹ, mẹ quay lại đi. Mẹ, mẹ. Chị Mộ, chị phải giữ gìn sức khỏe. Cút đi cho tôi. Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Mà chị Mộ đã giận em như vậy rồi. Nếu như chị biết ông Lý là do tôi sắp xếp, thì chị có giận tôi hơn không? Cô, nè chị Mộ. Cô, nè. Chị Mộ, tôi khuyên chị tốt nhất mau chóng biết điều ly dị với anh Thâm đi. Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn đó. Bạch Mặc Y, đồ đê tiện, tôi cũng tìm được cô rồi. Đây chính là cái gã bị mình lừa gạt ở nước ngoài đi mà. Là Mộ Hào, hắn tìm tới mình rồi. Mộ Dũng, cứu tôi chứ. Bạch Mạc Hy, cô đã hại tôi tan cửa nát nhà. Hôm nay tôi bắt cô nợ máu trả máu. Tôi không muốn giết người vô tội. Không phải tôi, không phải tôi đâu. Còn không mau tránh ra, tôi sẽ bắt cô chết cùng đó. Làm gì thế? Đừng có giết chị Mộ. Phó Cảnh Thâm, Phó Cảnh Thâm, người đâu, mau tới đây. Có người bị thương rồi. Phó Tổng, Phó
Đừng trách tôi không muốn giết anh ta. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Phó Cảnh Thân, mau đưa phó tổng đi cấp cứu. Anh ấy sao rồi? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được truyền máu. Lấy máu của tôi đi, tôi cùng lấy máu cho anh ấy. Không cần xét nghiệm đâu. Cô Mộ, không rút thêm máu được nữa. Cô vừa mới sảy thai, rút nữa thì cô sẽ rất nguy hiểm đó. Không sao đâu, tiếp tục rút đi, cứu người quan trọng hơn. Em khờ thế, trời mưa to mà lại không biết mang ô theo. Đừng có giết chị Mộ. Phó Cảnh Thâm, anh lại lần nữa cứu tôi. Lần trước là cuộc sống, lần này là sinh mạng. Phó Cảnh Thâm, anh tỉnh lại rồi sao? Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Gã đó sao lại giết cô? Cô có quan hệ gì với hắn? Người hắn muốn giết không phải là tôi, mà là Bạch Mặc Hy. Cô còn dám đổ lên đầu Mặc Hy à? Mộ Vũ, cô không thể chủ động thừa nhận một lần sao? Không liên quan tới tôi, tại sao tôi phải gánh trách nhiệm chứ? Người đâu? Kẻ tội phạm giết người đó đâu? Tôi muốn thẩm tra hắn. Phó tổng, người đó đã chết rồi. Cái gì? Bị cô Bạch Mặc Hy giết ngay tại chỗ rồi. Anh Thâm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Tốt quá. Anh không biết em lo lắng tới cỡ nào đâu. Em chỉ hận bản thân không thể truyền máu cho anh. Gã đó bị em giết à? Lúc đó cho em sợ quá, thấy hắn đâm anh bị thương, em nhất thời rối quá cho nên trong lúc không tỉnh táo thì mới phát hiện ra em đã giết hắn. Em không cố ý đâu. Anh Thâm, em đã giết người rồi. Em là tội phạm giết người, hay là anh giam em vào tù luôn đi? Không phải tội phạm giết người, em làm như thế là đề phòng chính đáng. Cảnh Thâm, rõ ràng cô ta giết người diệt khẩu. Tôi diệt khẩu? Này chị Mộ, rõ ràng hắn gọi tên của chị mà. Bạch Mặc Hy, tôi chính tai nghe thấy hắn nói là cô hại hắn nhà tan cửa nát. Chị Mộ, sao chị lại đổ lên đầu của tôi? Chính tai của tôi nghe thấy, rõ ràng là hắn đang chơi tên của chị. Cô đủ rồi, có điều tra thông tin về gã đó chưa? Trước mắt chỉ điều tra ra người đó tên là Ngô Hạo, sống ở nước ngoài, vẫn đang tiếp tục điều tra. Có điều chúng tôi tìm thấy thứ này trong túi áo của hắn. Là gì thế? Cái này là bông tai của mình. Bông tai của Mộ Dũng. Lần này không sơ sót gì, cô chết chắc rồi. Bông tai của mình sao lại ở trong áo của hắn? Bạch Mặc Hy, là do cô làm đúng không? Để tôi về phía hắn, suýt chút nữa hại tôi chết, bây giờ lại vu oan hãm hại tôi. Mộ Dũng, sao cô chết vẫn không hối cải hả? Sao cô lại hãm hại tôi chứ? Cảnh Thâm, đừng nói chuyện này rồi. Anh mất máu rất nhiều đó, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, đừng xuống giường. Mất máu quá nhiều ư? Cô lại đang nhắc nhở tôi là cô đã truyền máu cho tôi, đúng không? Tôi không có. Mẹ, con gái. Con gái. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Con gái yêu quý, sao mẹ có thể không tới? Mẹ thấy con vừa mới sảy thai xong, lại rút nhiều máu như vậy, còn để con sống hay không? Mộ Vũ, tôi phát hiện cô đúng là không hề lãng phí từng cơ hội để xin tiền. Trước giờ tôi chưa từng xin tiền anh, huống hồ anh vừa mới cứu tôi mà. Mẹ, mình về trước đi. Đi đi. Cũng đã đến rồi, không thể tay không ra về. Cầm lấy tiền đi, mau cút đi. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ cút ngay đây. Mẹ, không được nhận số tiền đó nữa. Mẹ con rể, mấy ngày nữa sẽ tới thăm con nha. Cảnh Thâm, anh nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà hầm canh mang tới cho anh nha.
làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Vâng. Anh Thâm, vết thương của anh... chuyện giặt thôi. Anh Thâm, anh cứ như vậy em thực sự không yên tâm. Hay là em tới nhà chăm sóc cho anh nha. Được. Bất luận ra sao anh ấy cũng từng cứu mình. Những chuyện khác chờ anh ấy khỏi rồi tính. Anh Thâm, sao lại về đây? Chị muộn. Anh Thâm cứ đòi xuất viện, kêu em tới nhà chăm sóc cho anh ấy, không gây phiền phức cho chị chứ. Em nói chuyện với cô ta làm gì? Em đến ở trong nhà anh, còn cần phải chờ cô ta đồng ý sao? Anh Thâm, vậy em đi nấu những món anh thích cho anh ăn nha. Chút nữa đút cho anh ăn luôn. Đi đi. Phó Cảnh Thâm, ý của anh là sao đây? Anh cho cô ta vào trong nhà, cô ta hại chết con của chúng ta đó. Mộ Vũ, cô còn dám bôi nhọ Mặc Hi. Từng sự vụ trước đây của cô, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Cô không thấy hối hận chút nào sao? Phó Cảnh Thâm, anh mà cứ như vậy, chúng ta không cứu vãn được đâu. Đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Mộ Vũ, tôi nói cho cô biết, Mặc Hi đến đây chăm sóc tôi. Nếu cô còn dám chống đối cô ấy, cô chết chắc đó. Khờ thế, trời mưa to lại không biết đem ô theo. Cô không xứng đáng mang thai con của nhà họ Phó. Vì con của hạng đàn bà như cô, tôi thấy nhờ nhớp. Người đâu mau tới đây, có người bị thương rồi. Có Cảnh Thâm. Đừng nói là em trai cô, dù là cô chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Phó Cảnh Thâm, trong lòng anh, rốt cuộc tôi là người ra sao? Chị Mộ, hồi nãy thấy chị không xuống nhà ăn cơm, cho nên em bưng lên cho chị đây. Mau ăn chút đồ ăn đi. Bạch Mặc Hi, cô lại muốn làm gì nữa? Chị Mộ, chị nghĩ em là con người gì chứ? Em chỉ muốn chị ăn nhiều vào thôi mà. Chị đã truyền nhiều máu cho anh Thâm như vậy rồi, chị cần phải bồi bổ chứ. Cho nên mau xuống giường ăn đi. Cô không ăn sao? Coi ra chị vẫn chưa nhìn nhận rõ thân phận của chính mình. Bây giờ chị đã là con chó mất nhà rồi, rất thê thảm. Còn tôi đã vào nhà họ Phó rồi. Nếu như biết điều thì mau chóng ly dị với anh Thâm đi. Đừng có tự chuốc khổ vào mình nữa. Cô Mặc Hi, em đi đâu rồi? Chị Mộ, chị đừng có tức giận nha. Mặc Hi. Mộ Vũ, cô coi lời tôi nói như gió thổi qua tai à? Tôi từng nói với cô, nếu cô dám chống đối Mặc Hi, cô chết chắc đó. Phó Cảnh Thâm, bây giờ anh còn không thèm hỏi. Lập tức xin lỗi Mặc Hi ngay, tôi sẽ tha mạng cho cô. Anh Thâm, bỏ qua đi. Chắc là chị ấy vẫn buồn bực trong lòng đó. Xin lỗi ngay. Tôi không làm gì sai hết, sao phải xin lỗi? Cô muốn chết à? Tôi toại nguyện cho cô. Anh Thâm, anh tha cho chị Mộ đi mà. Em không muốn bất cứ ai chị em mà phải chịu tổn thương đâu. Niệm tình Mặc Hi đã cầu xin cho cô, lần này tôi tha cho cô. Cút ngay cho tôi. Mộ Vũ, bệnh nhân vừa mới sảy thai lại truyền một lượng máu quá nhiều, cơ thể quá suy nhược. Cái gì? Sảy thai ư? Truyền máu ư? Phó Cảnh Thâm, tình khốn nạn. Mộ Vũ, em tỉnh lại rồi à? Không sao chứ? Em không sao. Hiên Thành, cảm ơn anh. Không sao cái gì chứ? Em ngã trên vỉa hè, nếu không nhờ anh kịp thời phát hiện ra thì hậu quả khó lường. Tình khốn Phó Cảnh Thâm,
hắn chỉ muốn em chết. Mộ Vũ, đã 3 năm rồi, em cho anh cơ hội đi, được không? Chúng ta hãy thử một lần. Diệp Hiên Thành, ta sẽ cho mày cơ hội được chết, mày nhận chứ? Diệp Hiên Thành, ta sẽ cho mày cơ hội được chết, mày nhận chứ? Phó Cảnh Thâm, mày có biết Mộ Vũ bây giờ suy nhược cỡ nào không? Mày còn mặt mũi đến tìm cô ấy à? Cô ấy là vợ tao, liên quan gì đến mày hả? Vừa giờ đâu mày được độc chiếm Mộ Vũ chứ? Mày không yêu cô ấy, vì sao cứ làm tổn thương cô ấy? Cô ta là đồ chơi của tao, tao thích chơi thế nào thì chơi. Hiên Thành, anh về trước đi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Mộ Vũ, sao lại tới đây? Sao không ở nhà với họ Bạch kia đi? Sao? Tôi đến không đúng lúc, đúng không? Đã quấy nhiễu cô và Diệp công tử ân ái với nhau rồi. Tôi và Diệp Hiên Thành không như anh nghĩ đâu. Anh đừng có hiểu lầm anh ấy. Đã bên rồi, mới có vài ngày cô đã quyến rũ được đàn ông rồi. Mộ Vũ, cô có bản lĩnh đó, cô thèm khát đến thế à? Anh, cô đúng là làm tôi thấy ghê tởm. Nhưng niềm tình cô mong mỏi mà không thành, hôm nay tôi sẽ kìm nén sự ghê tởm này, đã tại nguyện cho cô một lần. Phó Cảnh Thâm, anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện đó. Vừa hay là bệnh viện, đụng chạm với cô xong tôi sẽ đi thanh trùng toàn thân. Được thôi, kết thúc chúng ta ly dị đi. Nào. Mộ Vũ, cô nói gì cơ? Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Anh yên tâm, tôi sẽ tay trắng ra đi, không lấy xu nào của anh hết. Ly dị với tôi à? Rồi kết hôn với Diệp Hiên Thành hả? Chuyện đó không cần anh lo đâu. Mộ Vũ, cô đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm cơ của cô. Mặc Hy vừa mới chuyển đến nhà chúng ta, cô đã muốn ly dị với tôi rồi. Chính là muốn cho bố tôi biết Mặc Hy phá bỉnh cô, đúng không? Không liên quan gì tới tôi hết. Rõ ràng cô biết bố tôi không thích Mặc Hy. Để ông ấy làm cho cô ấy biến mất thì cô sẽ đạt được mục đích rồi. Mộ Vũ, cô thật là tàn độc. Phải, tôi chính là á đàn bà tâm cơ nham hiểm. Không phải từ lâu anh đã biết rồi sao? Cô đừng hòng được đắc ý. Không ai được động vào Mặc Hy. Nếu tôi có muốn ly hôn thì sao? Cô, xem ra anh đã đồng ý. Được, tôi sẽ gọi điện cho bố. Nếu cô dám gọi điện cho bố tôi thì tôi sẽ làm cho cô mãi mãi không gặp được mẹ và em trai cô. Phó Cảnh Thâm, anh đem người nhà của tôi ra uy hiếp tôi. Vì Mặc Hy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Đừng thách thức giới hạn của tôi. Không tin thì cô cứ thử xem. Chị Mộ, vẫn không ăn cơm sao? Hay là tới đây cùng ăn cơm chung đi? Đừng gọi cô ta, anh thấy cô ta là không nuốt nổi. Anh Thâm, có phải anh đang giận chị Mộ hay không? Đừng có giận, chị ấy không cố ý đâu. Ăn cơm đi. Đứng lại, đi đâu đó? Tôi sợ tôi ở đây có người không nuốt nổi cơm, cho nên tôi ra ngoài ở. Mộ Vũ, cô coi nhà họ Phó này là cái gì hả? Muốn ở là ở, muốn đi thì đi à? Cô đã quên những lời tôi nói với cô à? Bây giờ cô đang thách thức giới hạn của tôi đó. Phó Cảnh Thâm, tôi muốn ly hôn anh cũng không chịu, tôi muốn chuyển ra ngoài ở anh cũng không cho. Rốt cuộc phải làm sao thì mới vừa lòng anh đi? Muốn tôi tha cho cô à? Được, cầu xin tôi đi. Phó Cảnh Thâm, tôi cầu xin anh đó. Chẳng có thành ý chút nào. Phó Cảnh Thâm, tôi cầu xin anh đó. Anh tha cho tôi đi. Anh tha cho tôi chuyển ra ngoài đi được không? Mộ Vũ, cô chuyển ra khỏi nhà họ Phó thì một xu cũng không có được. Cô đừng có hối hận đó. 3 năm trước tôi từng hối hận một lần, chứ không hối hận nữa đâu. Cút đi cho tôi. Chị Mộ, đừng để tâm cô ta. Anh không tin cô ta không hối hận. Anh Thâm, là tại em vào sống trong nhà này mới khiến anh chị cãi nhau như vậy. Bây giờ em sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Anh Thâm,
Anh không cần lo cho em. Em sẽ thu dọn đồ đạc rồi khỏi đây. Anh mau đi gọi chị Mộ về đây đi. Mạc Hi, không liên quan gì đến em. Là cô ta không biết điều. Đi, chúng ta quay về ăn cơm tiếp. Mộ Vũ, em muốn đi đâu? Em muốn đi tìm lại bản thân của mình 3 năm trước. Cái gì? Phó Cảnh Thâm lại dám dẫn đàn bà khác về nhà? Đúng là không đáng mặt làm người. Hiên Thành, là tự em muốn chuyển ra ngoài. Cảm ơn anh đã giúp em tìm nhà nha. Mộ Vũ, em không đến sống ở biệt thự nhà anh thật à? Một mình ra ngoài đi tìm nhà cũng không có ai chăm sóc em, anh không yên tâm. Cảm ơn ý tốt của anh, em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Vậy được, đúng rồi. Anh còn nhớ hồi đại học em học chuyên ngành quản trị dự án, đúng không? Vừa hay anh đang cần một nhân tài quản trị dự án, hay là em đến làm việc cho nhà họ Diệp giúp đỡ anh đi. Không phải nhà họ Diệp rất khó tuyển dụng nhân tài sao? Bao nhiêu người tranh nhau mới vào được đó. Anh không tin tưởng người lạ. Em đến giúp anh với. Vậy thì em sẽ xem xét. Anh Thâm, không phải đó là chị Mộ sao? Anh Thâm, không phải đó là chị Mộ sao? Phó Cảnh Thâm. Hiên Thành, chúng ta ăn tiếp đi. Anh Thâm, chị Mộ cũng ở đây, thì chúng ta ngồi chung đi. Nhân tiện khuyên chị ấy về nhà luôn. Chị Mộ, không ngờ chị cũng ở đây dùng bữa với bạn bè sao? Em và anh Thâm ngồi chung có được không? Bạch Mạc Hi, tôi quên sao? Có người nhìn thấy tôi sẽ không nuốt được cơm đó. Chị Mộ, anh Thâm chỉ nói đùa thôi. Này, không phải nói đùa đâu. Anh không có khẩu vị nặng giống như cậu chủ nhà họ Diệp đâu. Mộ Vũ, tên khốn nạn Phó Cảnh Thâm đó nói chuyện quá đáng với em như vậy. Đã qua hết rồi, em đi vệ sinh đi. Anh Thâm, cậu chủ nhà họ Diệp là ai vậy? Nhìn mặt quen quá. Người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Hiên Thành. Thì ra là anh ta. Không ngờ anh ta lại thân với chị Mộ như vậy. Có lẽ họ đã quen nhau lâu lắm rồi. Chúng dĩ em còn lo lắng vì Mộ chuyển ra khỏi nhà sẽ khổ sở lắm. Có anh ta quan tâm thì em cũng yên tâm nhiều rồi. Chúng dĩ em còn lo lắng vì Mộ chuyển ra khỏi nhà sẽ khổ sở lắm. Có anh ta quan tâm thì em cũng yên tâm nhiều rồi. Em gọi món trước đi. Anh đi vệ sinh. Chơi trò chiến tranh lạnh với tôi à? Tôi có tư cách đó sao? Cô không có. Cho nên đừng có tỏ thái độ này với tôi. Tôi thấy ghê tởm lắm. Vậy thì anh đừng có nhìn. Mộ Vũ, cô vì muốn chuyển ra ngoài lao vào vòng tay của Diệp Hiên Thành mà bất chấp quỳ xuống cầu xin tôi. Cô đúng là đê tiện. Nếu anh đồng ý ly hôn thì tôi có thể quỳ thêm cái nữa cho anh. Không cho phép cô nói chuyện ly hôn với tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuyệt đối không cho phép làm tổn hại Bạch Mạc Hi phải không? Lại tới đoạn này. Cho nên vừa nãy khi đi ngang qua như vậy không phải tốt hơn sao? Phó Cảnh Thâm, nếu không có chuyện gì khác, tôi phải đi ăn với Diệp Hiên Thành rồi. Bạch Mạc Hi của anh cũng đang chờ anh đó. Cút. Alo. Tôi. Anh Thâm, anh nhìn kìa. Chị Mộ sắp đi khỏi rồi. Chúng ta mau khuyên chị ấy về nhà đi. Mộ Vũ, lại đi. Có phải nể mặt cô rồi? Lại đi. Phó Cảnh Thâm, rốt cuộc mày muốn làm cái gì hả? Hiên Thành, anh về trước đi. Chút nữa em tự về được. Có chuyện gì mau nói đi. Về nhà cùng tôi. Bố mẹ đến rồi, bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Anh Thâm, anh Thâm, nếu có việc gì anh lo liệu trước đi. Em tự về nhà được, không cần anh phải lo cho em đâu. Anh bảo quản gia đến đây đón em.
Khi đến nhà bố mẹ, không được phép nói chuyện về Bạch Mặc Hy, càng không được nói chuyện ly dị. Nhớ kỹ chưa? Biết rồi. Không được để bố mẹ tức giận Bạch Mặc Hy. Hiểu là được rồi. Đi thôi. Tôi thấy không cần thiết phải như vậy đâu. Sao cô tâm cơ thế hả? Cô cố ý muốn bố mẹ phát hiện ra sơ hở đúng không? Hiểu rồi. Chỉ là đóng kịch thôi phải không? Đi thôi. Bố, mẹ. Cảnh Thâm, Mộ Dũng, hai đứa tới rồi sao? Vừa gọi điện cho hai đứa xong đó. Bố, mẹ. Trước đây bố mẹ từ nước ngoài về tới đều là ngay lập tức gọi cho bọn con mà. Thằng nhóc này trước đây gọi con với Mộ Dũng đến dùng bữa, con cứ lần chần. Lần này sao lại hiểu chuyện thế? Còn cần phải nói sao? Nhất định là nhờ con dâu ngoan của chúng ta, công lao của Mộ Dũng đó. Mẹ, con đâu có công lao gì. Bố mẹ, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói chuyện đi. Mộ Dũng, con ăn nhiều vào. Bây giờ đã ốm lắm rồi, còn truyền máu cho Cảnh Thâm. Ăn nhiều vào bồi bổ sức khỏe đi. Mẹ, con tự ăn được rồi mà. Cảnh Thâm, bố nghe nói Bạch Mặc Hy đó gần đây lại tiếp cận con. Bố mẹ, đừng có thành kiến với Mặc Hy. Thành kiến cái gì chứ? 3 năm trước, chính nó đã bắt cóc con. Sao con lại không nhìn ra? Rốt cuộc nó đã cho con uống canh mê hồn gì hả? Không phải tại cô ấy. Bố, con tin tưởng Mặc Hy. Con. Được rồi, được rồi. Mẹ con trai, con nghe lời bố của con đi. Mỗi lần con ở gần Bạch Mặc Hy thì đều bị thương, làm cho Mộ Vũ phải truyền máu cho con. Con cũng nên nghĩ cho Mộ Vũ chứ. Cô ấy được gả vào nhà họ Phó chúng ta là để truyền máu cho con mà. Khốn kiếp, con nói cái gì thế hả? Con coi Mộ Vũ là ai hả? Con bé là con dâu của nhà họ Phó chúng ta. Mẹ con, mau xin lỗi Mộ Vũ đi. Bố, mẹ, con không sao đâu. Này, con nhìn xem, con nhìn xem. Mộ Vũ thông cảm cho con như thế. Mau rời xa cái ả đàn bà hai mặt đó đi. Nếu con không làm được thì bố sẽ làm cho ả biến mất mãi mãi. Con đã nghe rõ lời bố nói chưa? Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ đi. Con định tới làm việc ở tập đoàn Diệp Thị. Sao đang yên đang lành lại muốn đi làm? Con là làm cho nhà họ Diệp. Sao? Là Cảnh Thâm không cho con tiền tiêu à? Không phải. Con muốn làm chút chuyện gì đó. Không thể cứ mãi nhàn nhã như vậy. Mộ Dũng, con muốn tìm việc làm thì kêu Cảnh Thâm tìm một chức vụ thích hợp trong công ty của nhà họ Phó mà làm. Hà tất gì phải chịu khổ bên nhà người khác. Mẹ, chức vụ đó rất hợp với con. Con không phải chịu thiệt thòi đâu. Với lại con có bạn bè bên đó, cũng đâu thoải mái được bằng công ty nhà mình đâu, phải không? Cảnh Thâm, con mau mau tìm một công việc phù hợp cho Mộ Vũ đi. Đã có bạn bè rồi thì cứ để cô ấy đi đi. Với lại, nhà họ Phó chúng ta không chăm sóc loại phế vật, càng không có chức vụ cho phế vật. Thằng nhóc kia, có ai nói chuyện với vợ mình như con hay không? Mộ Vũ là học sinh toàn năng đã tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, năng lực có thừa. Mau rút lại lời con đã nói đi. Con... Được rồi, Mộ Vũ đã muốn rèn luyện bản thân thì cứ để cho con bé qua đó làm đi. Có điều nếu ở bên ngoài làm việc mà không vui thì hãy về đây nhé. Bố và mẹ con không muốn con phải chịu khổ ở bên ngoài. Con biết rồi, cảm ơn bố. Ăn cơm thì hai đứa mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng bố đi dự tiệc. Anh không cần tới đón đâu, em tự tới đó là được rồi. Được, hẹn anh ngày kia gặp nha. Chuyển ra khỏi nhà rồi còn đến làm việc ở Diệp Thị, có phải cô mong mỏi suốt 24 tiếng đều cùng Diệp Hiên Thành ở bên nhau không? Đi đâu đó? Anh không cần lo đâu, tôi không ra ngoài. Tôi biết là đang đóng kịch trước mặt bố mẹ. Tôi ngủ qua ghế sofa. Sau này đừng nhắc tới hai từ đóng kịch trước mặt tôi. Tôi không thích. Được, vậy sau này cứ nói là làm trò đi. Mộ Vũ, có phải cô cố ý chống đối tôi không? Có phải cô thấy bám lấy được Diệp Hiên Thành là không cần phải lo nghĩ nữa không? Được yêu thì mới không cần phải lo nghĩ. Tôi xứng sao? Phó Cảnh Thâm, anh không còn chuyện gì nữa thì tôi cần đi ngủ đó. Có phải cô ngủ trên ghế sofa quen rồi không? Trên ghế sofa nhà họ Diệp ngủ thoải mái lắm, đúng không? Phó Cảnh Thâm, anh làm gì vậy? Cô đã buồn ngủ như thế rồi,
tôi sẽ cho cô ngủ ngon một giấc. Nếu đây đã là một phần của vở kịch thì anh cứ tùy ý. Bản chất thật của cô khiến tôi thấy ghê tởm. Đóng kịch giả vờ, làm trò đủ các thể loại, cô khiến tôi càng ghê tởm hơn. Tử Hạo, đây là bác phó của con, mau chào hỏi đi. Cháu chào bác phó. Tử Hạo đã lớn thế này rồi, lát nữa mấy thanh niên làm quen với nhau đi. Dân, sao Mộ Vũ vẫn chưa đến nhỉ? Ai biết được cô ấy đang làm gì? Xin lỗi bố, con tới trễ. Chú nhà họ Trần, đây là vợ của Cảnh Thơm, con dâu nhà họ Phó tôi, Mộ Vũ. Cháu chào chú Trần. Xinh xắn lại còn lịch sự. Cậu Phó, cậu đúng là có phước. Tử Hạo, mau làm quen đi. Dân. Chào chị dâu, em tên là Trần Tử Hạo. Phó tổng, chúc mừng gia chủ nhà họ Phó làm ăn ngày càng thịnh vượng. Có cơ hội gì, mong hãy nhớ đến nhà họ Trần chúng tôi. Gia chủ nhà họ Trần tôi già rồi, từ lâu đã không quản việc làm ăn của gia đình. Cảnh Thơm, con uống một ly với gia chủ nhà họ Trần đi, sau này mong cậu Phó chiếu cố cho. Chị vô, em mời chị một ly. Kêu tôi Mộ Vũ là được rồi. Chị vô, chị đúng là thân thiện, cởi mở. Mộ Vũ, sao thế? Bố, con đi vệ sinh một chút. Trần Tử Hạo đã làm gì với cô? Không có gì hết. Một gã Diệp Hiên Thành còn chưa đủ, giờ lại còn quyến rũ Trần Tử Hạo. Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu người đàn ông mới thỏa mãn được cô hả? Đã biết rồi thì cần gì hỏi nhiều. Mộ Vũ, chúng ta chưa ly dị đâu. Chỉ là trên hình thức thì chưa ly dị thôi. Trong lòng tôi đã không còn anh từ lâu rồi. Cô, cái ả Mộ Vũ đúng là mềm mại ghê, thật là thèm quá. Trần Tử Hạo, Phó Cảnh Thơm, anh làm gì thế? Vừa nãy mày đã dùng cái tay nào? Anh nói gì cơ? Tao hỏi mày vừa nãy dùng cái tay nào? Tay này. Tao nói cho mày biết, Mộ Vũ là vợ tao. Mày còn dám động vào cô ấy, sau này không chỉ là chuyện một cánh tay thôi đâu. Phó tổng, ngại quá, Tử Hạo lại chạy mất rồi, bất lịch sự quá. Khi về nhà tôi sẽ xử trí nó. Thanh niên mà, không ngồi yên một chỗ là chuyện bình thường. Gia chủ nhà họ Trần, anh đừng để bụng, hôm khác chúng ta lại gặp nhau. Tạm biệt bố. Con và Mộ Vũ đưa bố về nhà nhé. Đưa cái gì mà đưa? Bố đâu già đến mức không đi lại được. Hôm khác bố mẹ sẽ cùng đến thăm hai đứa. Đi đâu đó? Theo tôi về nhà. Đó đâu phải nhà của tôi. Bố vừa nói xong sẽ đến nhà thăm chúng ta. Cô muốn hại chết Bạch Mặc Hy à? Không lẽ tôi về đó thì Bạch Mặc Hy sẽ không bị phát hiện sao? Hay là anh không nỡ để cô ấy chuyển đi? Tôi tin là anh tự ứng phó được. Nếu không thì lúc tôi quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không đồng ý cho tôi chuyển ra ngoài đâu. Alo. Anh Thâm, tối nay anh có về nhà không?
Em nấu cho anh món ngon để anh ăn nha. Anh, tối nay phải tăng ca không về được. Mộ Vũ, chúc mừng em. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng anh đã có được một trợ thủ đắc lực như em. Anh đã chuẩn bị lễ chào đón em rồi. Hiên Thành, không cần đâu. Em muốn mau chóng làm việc. Anh biết anh không nhìn nhầm người. Đi nào, anh giới thiệu cho em biết. Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Mọi người, chúng ta có thể chốt được dự án này cũng nhờ vào sự nỗ lực chung tay của mọi người. Đương nhiên, cũng không thể thiếu được công lao hạng mã của Mộ Vũ. Nào, chúng ta cùng nhau cạn ly vì cô ấy. Cạn ly. Alo. Anh Thâm, hôm nay anh có về nhà không? Em nấu món ngon cho anh ăn nha. Em ăn nhiều vào nhé. Tối nay anh phải tăng ca. Anh Thâm, lâu lắm rồi anh không ghé về nhà. Em lo cho sức khỏe của anh lắm. Mau đi ăn đi, anh xong việc sẽ về. Dạ. Không ngờ Mộ Vũ vừa mới vào làm cho nhà họ Diệp được vài ngày đã có được thành tích rồi. Hai ông bà già này sao lại tới đây? Họ phát hiện mình sống ở đây thì hôm nay phải chúc mừng nó thật tưng bừng mới được. Khoan đã, hình như là nếu bị họ phát hiện thì sẽ càng hay hơn đó. Bà nói xem, cái thằng nhóc này, chúng ta đã chọn được một nàng dâu quá tài giỏi cho nó. Phải đó. Bạch Mặc Hi, sao cô lại ở đây? Chứ chào chú gì? Là anh Thâm kêu cháu tới đây ở. Đuổi vợ mình ra khỏi nhà, dẫn ả đàn bà khác về đây ở. Mày còn là con người không hả? Không phải con đuổi cô ta đi, cô ta tự chuyển ra ngoài đó chứ. Mày, Lê Thành, ông đừng có đánh nó nữa. Ông kêu nó đi gọi Mộ Vũ về đây đi, đó mới là chuyện nên làm. Mày lập tức đi xin lỗi Mộ Vũ đi. Mau đi tìm con bé về đây cho tao. Mộ Vũ là con dâu tao và mẹ mày ưng ý. Nếu mày làm con bé tức giận và bỏ đi, đừng trách tao không khách sáo với mày. Ba bảo con đi xin lỗi cô ta ư? Nè con trai, con đừng có bướng bỉnh. Lần này con đúng là quá đáng lắm rồi đó. Còn nữa, tao nói lại lần nữa, bảo con ả Bạch Mặc Hi đó tránh xa nhà họ Phó ra. Đừng ép tao ra tay. Ông già đừng có nằm mơ. Con trai của ông sớm đã bị tôi khống chế lâu rồi. Anh ta sẽ không để tôi rời đi đâu. Vị trí cô phó nhất định sẽ là của tôi. Anh Thâm, anh không sao chứ? Anh không sao. Xin lỗi anh, đều là tại em. Nên dì và chú mới giận như vậy. Em ở đây có vẻ không tiện. Hay là ngày mai em ra khỏi đây nha. Được. Ngày mai anh sẽ sai người chuyển đồ giúp em. Mộ Vũ, cháu còn yếu lắm, ăn nhiều vào nha. Mộ Vũ, cháu còn yếu lắm, ăn nhiều vào nha. Và cảm ơn dì. Đã nghe Hiên Thành kể về cháu từ lâu rồi, nói là cháu tuyệt vời lắm. Không ngờ đến cả công việc cũng xuất sắc như thế. Trong vài ngày ngắn ngủi đã chốt được dự án này. Hiên Thành của chúng ta đúng là nhặt được vàng rồi. Bố, đương nhiên rồi, con nhìn người siêu mà. Mộ Vũ, dì muốn hỏi cháu về chuyện này. Cháu và Phó Cảnh Thơm, hình như nghe thấy dì Cố đang nhắc đến cháu. Phó Cảnh Thơm, ai cho mày vào đây? Hiên Thành, sao lại nói chuyện với Cảnh Thâm như thế? Ngồi xuống đi, ăn nhiều vào nhé. Chú Diệp, cháu ăn rồi. Cháu đến đây để đón vợ cháu về nhà. Mộ Vũ, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Ngày mai tôi còn phải làm việc, tôi không về đâu. Công việc quan trọng cỡ nào cũng không quan trọng về gặp mẹ về em trai mà. Phó Cảnh Thâm, Mộ Vũ tự biết sắp xếp, không cần mày quản. Thưa chú, thưa dì, cháu ăn xong rồi, cháu xin phép về trước. Hiên Thành, mai gặp nha. Chú Diệp, dì Cố, tạm biệt. Đi nào.
Phó Cảnh Thâm, tên khốn kiếp. Hiên Thành, tuy đây là chuyện của đám thanh niên bọn con, nhưng bố phải nhắc nhở con một câu. Mộ Vũ chưa ly dị. Mộ Vũ đã đòi ly dị với Phó Cảnh Thâm rồi, và họ nhất định sẽ ly dị. Bố không nhìn ra sao? Thằng nhóc đó không hề yêu Mộ Vũ, hắn giả vờ đó. Nè con trai, con thật sự muốn lấy Mộ Vũ làm vợ sao? Cả đời này, con chỉ lấy Mộ Vũ làm vợ. Con hạ quyết tâm như vậy rồi thì mẹ ủng hộ con. Nhưng ít nhất hiện giờ Mộ Vũ vẫn là cô phó. Đừng chọc giận Phó Cảnh Thâm, chúng ta không chọc vào được đâu. Con không sợ hắn. Phải thế chứ. Nhưng mà con cũng có thực lực mà. Bố mẹ yên tâm. Có sự giúp đỡ của Mộ Vũ, con nhất định giúp cho nhà họ Diệp phát triển hùng mạnh hơn, vượt qua nhà họ Phó. Buông tay ra được chưa? Bây giờ không cần đóng kịch nữa được. Cô cho rằng tôi đang đóng kịch với cô sao? Đứng lại. Cô đi đâu? Tôi về nơi tôi ở. Tôi nói rồi, cô không hiểu à? Tôi bảo cô bây giờ theo tôi về nhà ngay. Phó Cảnh Thâm, những lời anh vừa nói không phải vì thể diện của nhà họ Phó sao? Hay là anh thật sự muốn tôi theo anh về nhà? Đúng thế. Bây giờ tôi muốn cô theo tôi về nhà. Tôi đã... Xin lỗi, tôi còn phải làm gì? Mộ Vũ, cô nhiều lần chống đối tôi. Tôi nể mặt cô quá phải không? Tôi chuyển ra ngoài là được sự đồng ý của anh. Bây giờ tôi không đồng ý. Lại là vì Bạch Mặc Hy. Đúng, tôi chính là vì Bạch Mặc Hy. Và bây giờ tôi không cho cô rời xa nhà tôi nửa bước. Nghe rõ chưa? Vậy cái quỳ kia của tôi có ý nghĩa gì chứ? Anh đã đồng ý cho tôi chuyển ra ngoài. Tôi đã quỳ xuống cầu xin anh mới được đó. Tôi không thể có lỗi với mình, cho nên tôi không về đâu. Cô đứng lại cho tôi. Sao đây? Anh trả lại cái quỳ đó cho tôi sao? Cô, chị Mộ, cuối cùng chị cũng về rồi. Tôi còn tưởng căn nhà mà chị thuê chỉ làm bình phong, chứ ngày nào chị cũng chạy tới ngủ nhà cậu Diệp chứ. Cút. Cút sao? Chị xứng kêu tôi cút sao? Có phải là chị đã quên, bây giờ chị đã là con chó mất nhà, bị nhà họ Phó đuổi đi không? Cô là cái thá gì chứ? Đồ tình nhân vô liêm sỉ. Hay là Tiểu Tam không dám để cho người đời biết? Tiểu Tam sao? Người không được yêu thương thì mới là Tiểu Tam đó. Xem ra chị Mộ đây đã biết rất rõ, bản thân mình mới là người không được yêu thương. Cho nên tôi khuyên chị sớm ly hôn với Phó Cảnh Thâm đi. Nhưng lúc bây giờ chị còn trẻ, có thể tìm một người thật thà không chê chị là hàng qua tay. Hoặc là có thể ra ngoài bán thân đó. Mộ Vũ, cô tiện nhân dám đánh tôi. Mộ Vũ, tôi sẽ nhớ kỹ hai cái tát này. Giờ khi tôi lên làm cô phó, tôi nhất định sẽ cho chị biết tay. Được, tôi chờ cô đó. Nếu cô có thể làm cho Phó Cảnh Thâm ly hôn với tôi còn cảm ơn không hết nữa kìa. Mộ Vũ, chị... Mặc Hy. Mặc Hy, em không sao chứ? Em định khuyên chị ấy về nhà sống. Không trách chị ấy được đâu. Là tự em không đứng vững, không phải lỗi chị ấy. Mộ Vũ, nói, có phải cô làm không? Anh Thâm, quả thật không phải là chị Mộ làm đâu, đừng có trách chị ấy. Nói. Tôi không có gì để nói. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Nếu muốn trả thù cho cô ta thì nhanh tay lên, tôi còn nhiều chuyện lắm. Cô không ra tay sao? Không ra tay thì tôi đi đó. Khi nào muốn thì tới tìm tôi. Cô đứng lại cho tôi. Anh Thâm, chân của em đau quá. Anh đưa em đến bệnh viện. Em không muốn tới bệnh viện. Anh gọi bác sĩ đến nhà nhé, được không? Dạ. Được, đi nào. Chân của cô Bạch bị trẹo nhẹ, có điều không quá nghiêm trọng, tình dưỡng 2 ngày sẽ khỏi thôi. Mặc Hy, em làm gì thế? Chân em còn chưa khỏi mà. Anh Thâm, em về phòng thu dọn hành lý, ngày mai sẽ chuyển đi. Chân em đang bị thương, chuyển nhà gì chứ? Không chuyển đi thì chú và dì sẽ tức giận đó. Em không mong là vì em mà mọi người mất vui. Đừng để tâm đến họ. Em cứ dưỡng thương trước đi đã.
đúng là muốn trả thù quá rồi. Cái gì mà muốn trả thù quá rồi? Không có gì, sao anh lại tới đây? Anh biết em làm việc sẽ là không buồn ăn cơm, nên anh mua một ít đồ ăn cho em. Nghỉ ngơi và ăn một chút đi. Em không có đói. Không đói thì cũng phải ăn một ít, đã mua rồi mà. Được rồi. Nè con trai, rốt cuộc con có đi tìm Mộ Vũ chưa? Con còn không nhanh tay thì Mộ Vũ sẽ đi cùng người khác đó. Con hối hận không kịp đâu. Mẹ, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Mạc Hi. Anh Thâm, nếu anh có chuyện cần làm thì cứ làm đi. Em tự mình lo được rồi. Được. Muốn Mộ Vũ về đây sao? Tôi quyết không để cô ta về. Vị trí cô phó chỉ có thể thuộc về tôi thôi. Trần Tử Hạo, anh đang ở đâu? Cái gì? Cô muốn tôi hiếp Mộ Vũ ư? Cô bảo tôi đâm đầu vào chỗ chết à? Không giống phong cách của cậu Trần nha. Không phải trước đây cậu Trần đều gan lớn tày trời sao? Không có người phụ nữ nào là không ngủ cùng được hay sao chứ? Mộ Vũ thì tôi không dám động vào. Lần trước tôi mới chỉ sờ một lát mà bị Phó Cảnh Thâm suýt phế mất cánh tay này. Cậu Trần từng quấy rối cô ta. Nói như vậy là cậu Trần có hứng thú với Mộ Vũ thật sao? Hạng đàn bà cực phẩm như thế, tôi đương nhiên có hứng thú rồi. Chỉ có điều hứng thú không quan trọng bằng cái mạng này được. Tôi không muốn chết. Nếu như mà tôi nói tôi có cách giúp anh không chút rủi ro nào hết ngủ được với Mộ Vũ thì sao đây? Cô có cách thật à? Vậy thì anh nghe thử xem sao. Tôi sẽ sắp xếp một người. Được đấy. Như vậy thì chẳng ai biết được. Nói như vậy thì cậu Trần đã bằng lòng rồi sao? Bằng lòng. Chỉ có điều tôi đã giúp cô một chuyện lớn như thế, có phải cô nên trả chút thù lao cho tôi không? Cậu Trần đúng là tay săn cừu khôi. Vậy anh thấy thù lao này thế nào đây? Thù lao như vậy có được không? À, ây da, ngại quá Mộ Vũ. Anh ăn no xong ngủ quên mất. Cũng không còn sớm nữa rồi, anh nên về đi. Mộ Vũ, hay là tối nay anh ngủ ở đây nhé. Hiên Thành à. Đùa thôi mà. Anh đi ngay đi. Đi ngay đi. Mộ Vũ, anh đi đi. Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hiên Thành, sao anh quay lại rồi? Để quên gì sao? Anh. Phó Cảnh Thâm, có chuyện gì sáng mai rồi nói. Cô ngủ với Diệp Hiên Thành đến mệt rồi hả? Anh có ý gì chứ? Còn giả vờ à? Cô giả vờ này, giả vờ này. Phó Cảnh Thâm, anh điên rồi. Diệp Hiên Thành có thể ngủ với cô, tôi thì không à. Phó Cảnh Thâm, đừng có làm tôi hận anh đó. Chạm vào cô một lát thì cô hận tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô hận cả đời. Cô dám đánh tôi à? Anh cút đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ đánh chết anh đó.
sao chúng ta lại thành ra như vậy? Đừng có giết chị Mộ. Người đâu? Mau tới đây, có người bị thương rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô hận cả đời. Mộ Vũ, là cô thật sao? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Trần Tư Tư, trùng hợp vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta chưa từng gặp nhau. Hôm nay tình cờ gặp cô ở đây. Sao lại uống rượu một mình rồi đang chờ ai sao? Một mình uống thôi. Vậy thì tôi ngồi cùng với cô nha. Tôi cũng đi một mình. Được, rót cho tôi một ly đi. Cảnh Thâm, sao anh lại đến đây? Chẳng phải trước nay anh đều không thích những chỗ này sao? Chẳng lẽ anh bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà à? Đừng nhắc đến người phụ nữ đó với tôi. Nào, uống rượu, uống rượu. Mộ Vũ, đừng dừng lại, chúng ta uống tiếp đi. Từ từ, tôi không uống nổi nữa đâu. Mới có hai ly thôi, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau mà. Không nể mặt sao? Thật đó, tôi không uống nổi thiệt mà. Mộ Vũ, Mộ Vũ, Bạch Mặc Hi, chuyện cô giao cho tôi đó, tôi làm xong rồi. Tốt lắm, tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Cô Trần, tôi đã làm xong chuyện rồi, bây giờ tới lượt anh đó. Đừng có lo hưởng thụ quá rồi quên ghi hình lại nha. Mộ Vũ, tôi đưa cô về nhà nha. Tôi không cần cô đưa về đâu. Gọi điện thoại đi. Mộ Vũ, chưa ngủ à? Đừng có làm phiền người khác, tôi đưa cô về là được rồi. Mộ Vũ, giao cho anh đó. Sau này gửi clip cho tôi nữa nha, để tôi lĩnh giáo phong thái của cậu Trần đi. Yên tâm, bảo đảm vô cùng đặc sắc. Đi đi. Thật muốn xử cô ngay bây giờ. Đừng vội. Vội vã là không ăn được đồ ngon. Trần Tử Hạo, cô gái mà Trần Tử Hạo dẫn đi, sao trông quen thế nhỉ? Cảnh Thâm, vợ cậu đâu? Chẳng phải tôi nói với anh rồi sao? Đừng nhắc đến cô ấy với tôi. Tôi có thằng em đã nhìn thấy cô ấy ở trước cổng quán rượu. Đừng nhắc đến cô ta với tôi nữa. Bị Trần Tử Hạo dẫn đi rồi. Đúng là cực phẩm. Dù cánh tay này có gãy lần nữa thì cũng đáng. Ai đó? Phó Cảnh Thơm. Trần Tử Hạo, tao thấy mày muốn chết thật đó. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi. Mộ Vũ, em không sao chứ? Mộ Vũ, Diệp Hiên Thành, bỏ vợ ta xuống. Phó Cảnh Thâm, nếu mày còn thấy rằng Mộ Vũ là vợ mày thì Mộ Vũ sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm này sao? Cô ấy là vợ tao, cô ấy ra sao không liên quan đến mày. Bỏ cô ấy xuống. Trần Tử Hạo, Phó Cảnh Thâm, tên khốn. Diệp Hiên Thành, mày cũng muốn chết đúng không? Dù tao có chết cũng sẽ không để Mộ Vũ đi theo mày. Mày không xứng được ở bên cô ấy. Muốn chết thì tao toại nguyện cho mày. Phó Cảnh Thâm, ồn ào quá. Mộ Vũ, Mộ Vũ. Hiên Thành, không sao chứ Mộ Vũ? Sao anh lại ở đây? Phó Cảnh Thâm, sao anh cũng ở đây? Mộ Vũ, theo tôi về nhà. Bỏ cô ấy ra. Mày có tư cách gì bắt Mộ Vũ theo mày về nhà? Ngoài chuyện tổn thương cô ấy, mày chẳng còn điểm gì hơn cả. Mộ Vũ, tôi nói lại lần nữa, theo tôi về nhà. Phó Cảnh Thâm, tôi cầu xin anh đó, anh tha cho tôi đi được không? Anh cho tôi chuyển ra ngoài đi. Hiên Thành,
Anh có thể đưa em về không? Mộ Vũ, cô nói gì cơ? Hiên Thành, nhờ anh đó. Được, anh đưa em về nhà ngay. Diệp Hiên Thành, hôm nay mày dám đưa cô ấy đi, nhà họ Diệp không cần thiết tồn tại nữa đâu. Phó Cảnh Thâm, mày có biết thế nào gọi là bất chấp tất cả không? Hạng người như mày vĩnh viễn không hiểu được. Diệp Hiên Thành, tự mày chuốc lấy đó. Tung tin ra ngoài cho tôi, bất cứ doanh nghiệp nào có hợp tác với nhà họ Diệp, tức là đang chống đối với Phó Cảnh Thâm này, bảo họ tự lượng sức đi. Dẫn Trần Tử Hạo đến đây cho tôi. Phó Cảnh Thâm, chúng ta từ từ nói chuyện với nhau. Lời tao nói, mày có nghe theo không? Mộ Vũ là vợ tao, nếu mày còn dám động vào cô ấy thì không chỉ mất một cánh tay thôi đâu. Phó Tổng, tôi sai rồi, tôi bảo đảm không có lần sau. Lần sau tôi không bao giờ dám nữa, Phó Tổng. Không có lần sau. Dứt hắn ở trước cửa nhà họ Trần đi. Nhân tiện báo cho nhà họ Trần biết họ phá sản rồi. Mộ Vũ. Thiên Thành, cảm ơn anh đã cứu em. Phó Cảnh Thâm, sao anh ta cũng có mặt ở đó? Là anh nói cho anh ta biết sao? Thật ra anh cũng không biết vì sao hắn có mặt ở đó. Chúng ta không nhắc đến hắn nữa. Em không cần đến bệnh viện thật à? Phó Cảnh Thâm nói được làm được. Có lẽ em sẽ liên lụy tới anh và nhà họ Diệp đó. Mộ Vũ, đừng nói thế. Anh không sợ em liên lụy cho anh. Anh càng không sợ Phó Cảnh Thâm. Vì em, anh chẳng sợ gì cả. Thiên Thành, cảm ơn anh. Đợi ngày mai, điệu bộ hở hang trên giường của Mộ Vũ sẽ được phô ra trước mặt mọi người. Để mình xem lúc đó nhà họ Phó có còn ai bên vực cô ta nữa không. Không ly hôn thì cũng phải ly hôn thôi. Nếu của Trần Tử Hạo tới rồi. Cái gì? Trần Tử Hạo bị đánh tàn phế rồi sao? Trần Tử Hạo bị đánh tàn phế rồi. Nhà họ Trần phá sản, rốt cuộc là chuyện thế nào? Bố, xử lý nhà họ Trần giặt giảnh đó còn cần lý do sao? Kinh doanh làm ăn không thể bướng bỉnh làm loạn như con được đâu. Xử trí nhà họ Trần thì bướng bỉnh ư? Vậy cộng thêm nhà họ Diệp thì sao? Cái gì? Con muốn ra tay với nhà họ Diệp à? Con điên rồi. Con có thể điên rồi vì một người phụ nữ mà phát điên rồi. Hiên Thành, lần này bố mẹ con đi công tác sẽ khá lâu, công ty giao cho con đó. Đừng để bố mẹ về đến công ty bị con làm cho lỗ vốn nha. Bố, bố yên tâm đi. Bây giờ con đã có Mộ Vũ trợ giúp, đến lúc đó công ty phát triển mạnh sẽ làm cho bố mẹ bất ngờ đó. Con trai, nếu con thích Mộ Vũ thì xây dựng tình cảm với người ta đi. Nhưng mà không được vượt quá ranh giới. Bây giờ cô ấy vẫn là cô Phó. Ê già, mẹ, đừng nhắc nhở con mãi, con biết rồi. Được rồi, con trưởng thành rồi. Vậy thì con tự quản đi nha. Mẹ và bố con đi trước đây. Vâng. Đại thiếu gia, không xong rồi. Công ty... Cái gì? Một đống đối tác đều hủy quan hệ hợp tác với nhà họ Diệp chúng ta sao? Họ có nói nguyên do gì không? Toàn bộ đều nói không có lý do, chỉ là đòi chấm dứt hợp đồng. Số lượng đang gia tăng đáng kể. Hình như tất cả các bên hợp tác với chúng ta trong một đêm đều trở mặt cả. Cậu chủ, phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này, nhà họ Diệp sẽ không bám trụ được vài ngày đâu. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi. Thiên Thành, chắc chắn là Phó Cảnh Thâm ra tay rồi. Em đã liên lụy tới anh. Đừng lo lắng, anh từng nói rồi, anh không sợ Phó Cảnh Thâm. Chỉ là các bên đối tác thôi, quỹ quan hệ hợp tác thôi mà. Anh sẽ lôi kéo họ lại là được rồi. Yên tâm. Ra giá đi.
Giá thế nào thì mới có thể tiếp tục hợp tác? Cậu Diệp, hy vọng cậu có thể hiểu cho chúng tôi. Đây không phải là chuyện tiền nong. Nếu chúng ta hủy hợp tác, chỉ là tổn thất một ít tiền. Nhưng chúng ta muốn tiếp tục hợp tác, thì tổn thất còn là tính mạng của chính mình. Mộ Vũ, đừng lo, anh có thể tìm đối tác mới. Anh không tin Phó Cảnh Thâm đó có thể một tay che trời. Cậu Diệp, thần tiên các cậu đánh nhau làm đám tiểu quỷ chúng tôi bị dạ lây. Chúng tôi không muốn can dự vào chuyện này. Cậu đừng khó dễ chúng tôi, được không? Hiên Thành cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Diệp sẽ không gắng gượng nổi đâu. Chuyện do em mà ra, em đi tìm họ cho. Đừng đi. Em không thể trơ mắt nhìn anh và họ Diệp bị em lôi xuống vực thẳm. Vậy cũng không được đi. Em khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bàn tay của Phó Cảnh Thâm. Anh không cho phép em quay lại đó. Chúng ta không sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định có thể qua được cơn khó. Được, chúng ta cùng đối mặt. Phó Tổng, hiện nay tất cả các đối tác đều đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Diệp. Với sức của nhà họ Diệp thì nhiều nhất là một tuần sẽ bị đứt đoạn nguồn vốn và phá sản. Diệp Hiên Thành, ta muốn xem mày có thể quán triệt cái quan điểm bất chấp tất cả của mày không? Mặc Hy, chuyện gì thế? Cảnh Thâm, chân của em đã khỏi rồi. Anh rảnh rồi. Anh bận lắm, anh sai người đưa em đi. Chắc Cảnh Thâm chưa phát hiện ra chuyện mình với Trần Tử Hạo. Nhưng bây giờ anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ mất cơ hội đó. Cậu chủ không ổn rồi, vừa có mấy cán bộ cấp cao xin nghỉ việc rồi. Duyệt đi, muốn đi thì cút hết đi. Vâng. Cậu chủ, không thấy tôi đang bận à? Khi nãy chiếc máy bay từ thành phố chúng ta tới Malaysia, chuyến bay HM423. Không thể nào, đây là tin giả, đây là tin giả. Hiên Thành, làm sao vậy? Được biết, vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Diệp Kiện Phong cũng đi trên chuyến bay này. Chú và chị. Mẹ. 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 Hiên Thành. Phó Tổng, phía nhà họ Diệp chúng ta có nên chút thời gian tang lễ rồi báo cho tôi biết. Cô Mộ tới tham dự tang lễ với thân phận là người thân. Nói nhỏ thôi, chuyện của Hào Môn không đến lượt chúng ta quan tâm. Mẹ. Mẹ. Là con trai bất hiếu. Xin lỗi bố mẹ. Nhà họ Phó đến bái tế. Ai cho mày đến đây? Không mời tự đến. Đến tiễn chú Diệp và dì cố. Đừng giả vờ nữa. Bố mẹ tao không cần mày tiễn. Mày cút đi cho tao. Diệp Hiên Thành, cái chết của bố mẹ mày không liên quan đến tao. Cái chết của bố mẹ tao đương nhiên không liên quan đến mày. Chuyện nhà họ Diệp tao càng không liên quan đến mày. Tang lễ của nhà họ Diệp không quan nên mày. Cút đi cho tao. Được. Tâm ý của tao đã được ghi nhận rồi. Có nhận ân tình hay không là chuyện của mày. Mộ Vũ, theo tôi về. Không cho phép mày động vào Mộ Vũ. Diệp Hiên Thành, mày tránh ra cho tao. Mày muốn chết cùng bố mẹ mày hả? Mày muốn chết cùng bố mẹ mày hả? Xong tới đi. Giỏi thì mày giết tao đi. Chỉ cần tao chưa chết thì tao không cho phép mày dẫn Mộ Vũ đi. Được rồi, Phó Cảnh Thâm. Mộ Vũ, em đừng đi. Bây giờ anh chỉ có em. Bố mẹ đều qua đời rồi. Anh cầu xin em đừng đi. Anh không thể mất em được, Mộ Vũ. Hiên Thành, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ không theo anh về đâu. Mộ Vũ, cô coi bản thân là người nhà họ Diệp rồi phải không? Chúng ta chưa ly dị đâu. Bây giờ cô vẫn là cô Phó đó. Tôi coi mình là ai không quan trọng.
Ít nhất chú Diệp và dì Cố và cả Hiên Thành đều không coi tôi là người ngoài, cho nên tôi không đi đâu hết. Vì vậy anh mau quay trở về đi. Vậy thì cô hãy đi chết cùng nhà họ Diệp đi. Tiếp tục dây giết nhà họ Diệp, không chết thì không dừng tay. Dân Mộ Vũ, cảm ơn em đã cùng anh dự tang lễ của bố mẹ. Chú Diệp và chị Cố trước nay đều đối xử tốt với em, em nên làm như vậy mà. Mộ Vũ, anh cầu xin em, bây giờ anh chỉ có mình em, đừng rời xa anh, được không? Hiên Thành, em xin lỗi. Bây giờ em phải về nhà họ Phó. Vì sao em phải về đó? Chẳng phải đã nói rằng sẽ không rời xa anh sao? Nếu em không về đó, Phó Cảnh Thâm sẽ không tha cho nhà họ Diệp đâu. Anh không cho phép em quay về bên Phó Cảnh Thâm. Mất nhà họ Diệp cũng không sao cả. Anh không thể mất em được. Hiên Thành, đây là tất cả tâm huyết cả đời của chú Diệp và dì. Nếu họ ở suối vàng biết được, sẽ không an lòng đâu. Anh không cần biết. Chuyện gì em mà ra, nên cứ để em giải quyết đi. Mộ Vũ, anh cầu xin em đừng đi. Không có em, anh sống không nổi. Hiên Thành à, em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ làm được. Nhờ họ Diệp với sự dẫn dắt của anh. Mộ Vũ, vì sao em lại gạt anh? Anh đã quỳ xuống cầu xin em rồi, vì sao em lại gạt anh? Mộ Vũ, vì sao em muốn rời xa anh? Anh thích em như thế, sao em lại gạt anh? Em có biết anh thích em lắm không? Hiên Thành, anh muốn em mãi mãi không được rời xa anh. Em có biết anh thích em lắm không? Hiên Thành à, Hiên Thành, anh tỉnh táo lại đi có được không? Xin lỗi. Xin lỗi Mộ Vũ. Hiên Thành, tạm biệt anh. Phó Cảnh Thâm, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Phải làm sao anh mới chịu tha cho nhà họ Diệp? Diệp Hiên Thành bảo cô đến đây hả? Là tôi tự tới. Cô có thể vì Diệp Hiên Thành mà đến cầu xin tôi? Cô đúng là vẫn nghĩ cho hắn. Tôi biết anh muốn nhắm vào tôi. Không phải anh muốn tôi quay về sao? Tôi có thể chuyển từ nhà họ Diệp về. Anh tha cho nấy đi, được không? Đừng hòng. Muốn tôi tha cho nhà họ Diệp, trừ phi Diệp Hiên Thành đến đây quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi thay anh ấy quỳ xuống cầu xin anh, được chứ? Cô nói gì cơ? Cô vì một người đàn ông mà quỳ xuống cầu xin tôi à? Mộ Vũ, sao cô lại đê tiện như thế? Anh ấy đã cho tôi công việc, anh ấy cứu tôi từ tay của Trần Tử Hạo, là tôi đã nợ anh ấy. Cô tưởng là hắn cứu cô à? Không lẽ là anh? Cô không xứng đáng được tôi cứu. Tôi cứu hạng đàn bà như cô làm bẩn tay tôi. Tôi thay mặt Diệp Hiên Thành quỳ xuống lạy anh, chuyển về nhà họ Phó. Anh tha cho nấy đi có được không? Cô rất thích quỳ đúng không? Vậy cô quỳ đi. Ban đầu cô quỳ xuống cầu xin tôi cho cô chuyển ra ngoài, hôm nay cô lại quỳ xuống cầu xin tôi cho cô quay về. Tôi chưa từng thấy hạng đàn bà ghê tởm như cô. Trong vòng một tiếng đồng hồ, cút về nhà họ Phó cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ làm cho nhà họ Diệp không thấy được mặt trời ngày mai. Dòng do lại quay về vạch xuất phát. Đây đúng là số mệnh của tôi. Đúng là định mệnh. Mộ Vũ, chị... Chị Mộ, cuối cùng chị cũng về rồi. Anh Thâm, cuối cùng anh cũng chở được chị quay về rồi. Nhìn thấy hai người hòa hợp với nhau, em mừng thay cho hai người đó. Mạc Hy, chân em sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Ngày mai anh sẽ sai người đưa em về nơi trước đây đã sống. Đáng ghét. Phó Cảnh Thâm không những đón Mộ Vũ về mà còn đuổi mình đi nữa.
Cứ tiếp tục như vậy mình càng không có cơ hội. Giờ phải làm sao đây? Chuyện gì vậy chứ? Gần đây cảm thấy bức rất khó chịu. Không lẽ mình có thai thật sao? Thù lao này, thấy sao đi? Đây là con của Trần Tử Hạo. Mình phải mau chóng phá thai. Nếu không lỡ như cảnh thông phát hiện ra. Để phó cảnh thông phát hiện ra hình như cũng tốt hơn đó. Mộ Vũ, ra ngoài ăn cơm đi. Sao? Cô ở nhà họ Diệp là Diệp Hiên Thành đích thân dẫn cô vào bàn ăn mà. Hay là chính miệng mớm cho cô? Biết rồi. Anh Thâm, cuối cùng thì chị Mộ cũng về rồi. Chị không biết đâu, gần đây em lo lắng cho chị lắm. Ngày mai em sẽ chuyển khỏi đây. Hôm nay chúng ta uống nước thay rượu nha, cùng ly. Thời gian vừa qua đã làm phiền hai người rồi. Mặc Hi, em sao thế? Không sao, gần đây có lẽ là hơi khó chịu trong bụng. Lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn. Nôn khan ư? Bác sĩ, có phải dạ dày cô ấy có vấn đề gì không? Dạ dày thì không sao, mà thật ra cô Bạch có thai rồi. Có thai ư? Anh Thâm, em đã mang thai con của anh rồi đó. Sao anh không có ấn tượng gì cả? Anh ngủ với em lúc nào chứ? 2 tháng trước, lúc em bị té. Có một hôm anh về nhà, hôm đó anh còn uống say khướt nữa. Sao anh không có ấn tượng gì cả? Anh Thâm, hôm đó có lẽ anh say quá. Không, sao em không nói cho anh biết? Người ta là con gái mà, sao nói chuyện ra như vậy được chứ? Với lại, đó là lần đầu tiên của người ta. Anh Thâm, có phải là em không nên mang thai không? Mà cũng đúng, anh với chị Mộ mới làm lành với nhau mà. Bây giờ em lại có thai, chắc chắn chị sẽ nổi giận. Em đi đâu thế? Bây giờ em sẽ đi phá thai. Em tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm giữa anh và chị ấy. Em đừng vội. Đã có thai rồi, cứ yên tâm dưỡng thai đi. Bạch Mặc Hi có thai rồi, cô nghe thấy rồi chứ? Có gì muốn nói không? Chúc mừng nha. Từ khi cô về đây, nói chuyện với tôi đều quá 10 chữ. Sức lực của cô đều dành cho Diệp Hiên Thành rồi đúng không? Cô không nói thì tôi nói. Mặc Hi có thai rồi, sẽ sống ở đây và sinh em bé ra. Thời gian này cô hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy. Được. Mộ Vũ, cô quả là đê tiện. Chị Mộ, sao lại làm phiền chị, em tự làm được rồi. Để cô ta làm đi. Hạ người này thích hầu hạ người khác. Anh đến công ty đây. Anh Thâm, đi đường cẩn thận nha. Em và con đều nhớ anh đó. Đi đi, Mộ Vũ, rót nước cho tôi đi. Nước nóng quá, đổi ly khác. Nghe lời thiệt đó. Mà cũng đúng, không nghe làm sao mà được. Bây giờ tôi đã mang thai đứa con của nhà họ Phó rồi, sắp trở thành nữ chủ nhân chân chính của nhà họ Phó luôn rồi. Còn chị, chỉ có thể ngoan ngoãn là một con chó. Sao đây? Bây giờ chó muốn cắn chủ sao? Bây giờ trong bụng của tôi đang mang thai người thừa kế của nhà họ Phó. Nếu chị dám động vào một sợi tóc của tôi thì chị chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó đi. Vậy sao? Tôi cầu được luôn đó.
Mộ Dũng, đồ tiện nhân, chị muốn làm gì đây? Cô đã uống nước rồi đó, coi như là không cần rớt nữa. Mộ Dũng, chị chết chắc rồi, chị chết chắc rồi. Vậy thì còn chưa đủ. Lại đi. Nói đi, có phải cô đã? Anh Thâm, anh đừng trách chị ấy. Là chị ấy giúp em cọt trái cây, em cứ đòi giúp cho nên chị ấy không cố ý đâu. Trả lời tôi đi. Điều đó còn quan trọng sao? Nếu tôi nói không phải thì anh có tin không? Vậy cô nói đi. Anh Thâm, không nên trách chị Mộ đâu. Là em tự cắt vào tay mà. Anh đừng ép chị ấy. Ngầm nhận rồi, đúng không? Xin lỗi cho tôi. Nói cho tôi biết sau này sẽ không xảy ra nữa. Nếu như tôi không xin lỗi, anh muốn đuổi tôi đi hay là giết chết tôi đi? Cô muốn chọn cái nào? Hôm nay tôi sẽ toại nguyện cho cô. Đều được hết. Khi cần anh cho, tôi đều cảm tạ anh. Cô, cô làm cái gì vậy? Bỏ Mộ Vũ ra đi. Bạch Mặc Hi, sao cô vẫn còn ở đây? Phó tổng, cô Bạch bị thương ở đâu vậy? Trong thời gian mang thai phải chú ý đó. Sao lại đông người như vậy rồi? Cái gì? Có thai? Sao tao lại có đứa con khốn nạn như mày chứ? Lúc trước nên đập đầu mày vào tường mới đúng. Nè con trai, đứa con trong bụng của Bạch Mặc Hi là con của con thật sao? Có lẽ là vậy. Cái gì mà có lẽ chứ? Bản thân con tự làm, không lẽ con không biết? Mặc Hi nói là con sai rồi. Nè con trai, sao con lại làm ra những chuyện như vậy? Con là người đã kết hôn rồi kia mà. Con có nghĩ cho Mộ Vũ hay không? Con kêu Mộ Vũ phải nghĩ sao đây? Sau này con phải làm sao kia chứ? Còn có thể làm sao chứ? Đứa bé lai lịch không rõ ràng này, tôi tuyệt đối không để nó được tồn tại. Lê Thành à, dù gì cũng là cốt nhục của nhà họ Phó chúng ta kia mà. Tôi chỉ nhận con của Mộ Vũ sinh ra là cháu. Những người khác tôi đều không chấp nhận. Phải xử trí tất cả. Bố, con không đồng ý phá thai. Bố đã nói xử trí tất thảy, không chỉ đứa bé đâu. Cái gì? Trước đây bố từng nói, nếu con không thể tránh xa Bạch Mặc Hi, bố sẽ đích thân ra tay. Bây giờ đã đến lúc rồi. Nếu bố động vào Bạch Mặc Hi thì bố hãy giết con trước đi. Thằng nghịch tử này. Lê Thành, ông đánh nó làm cái gì chứ? Đánh nó cũng đâu giải quyết được vấn đề. Vậy bố sẽ lùi một bước. Con hãy đưa Bạch Mặc Hi ra nước ngoài đi. Bảo cô ta vĩnh viễn đừng về đây. Đừng đặt điều kiện với bố. Đây là giới hạn cuối cùng rồi. Nè con trai, con còn do dự cái gì nữa? Con mau nghe lời bố của con đi. Con định ly dị với Mộ Vũ rồi lấy Bạch Mặc Hi đó thật hay sao? Mộ Vũ, Cảnh Thâm đã làm ra những chuyện không bằng cầm thú. Mẹ biết bây giờ có nói gì cũng trễ, nhưng mà con có thể nể mặt mẹ, cho nó thêm một cơ hội để sửa chữa hay không? Mẹ kêu nó quỳ xuống xin lỗi con, thề với con nha. Mẹ, thật ra không cần phải làm gì hết. Sao lại không cần phải làm gì hết? Mẹ sẽ kêu nó vào đây. Thái độ mà không thành khẩn, con sẽ không tha thứ cho nó. Mẹ ủng hộ con, mẹ đi gọi nó ngay đi. Mẹ con trai, mau xin lỗi Mộ Vũ đi. Thái độ càng thành khẩn càng tốt, có biết không? Con, con đứng đây làm cái gì nữa? Nếu Mộ Vũ không tha thứ cho con sẽ hối hận cả đời đó. Tôi... Phó Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn đi. Mộ Vũ, tôi đã từng nói với cô đừng nhắc chuyện ly hôn với tôi còn gì. Trước đây anh không cho tôi nhắc tới chuyện này, là vì lo lắng bố biết được sẽ tổn hại Bạch Mặc Hi. Bây giờ bố đã biết rồi, sẽ không làm hại cô ta đâu. Mộ Vũ, hôm nay cô gọi bố mẹ đến đúng không? Ả đàn bà bất chấp thủ đoạn như cô,
Tùy anh thôi, nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chỉ muốn biết anh có thể ly hôn với tôi không. Chẳng lẽ cô muốn đi tìm Diệp Hiên Thành? Hắn hầu hạ cô thoải mái đến thế à? Tôi không tới nhà họ Diệp. Chuyện này anh cứ yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng tới thể diện của anh đâu. Thể diện ư? Cô cho rằng tôi là gì thể diện ư? Không lẽ không phải sao? Anh đâu có thích tôi. Hạng đàn bà đê tiện như cô cũng xứng được tôi thích ư? Cho nên anh đồng ý cho rồi đi. Đừng hòng. Nếu tôi ly dị với cô, tôi đi đâu tìm kho máu di động như cô chứ? Trước khi máu của cô cạn sạch, tôi không cho phép cô rời khỏi nhà họ Phó nửa bước. Phó Cảnh Thâm, anh muốn tôi chết hả? Dạ sao? Không được sự cho phép của tôi. Cô mà dám tự mình tìm cái chết, tôi cũng dám làm cho mẹ cô và em trai cô chôn cùng chỗ. Anh Thâm, lại là chị em làm cho chú chị gì nổi giận. Hay là em chuyển đi nha. Được, mấy ngày nữa anh đưa em ra nước ngoài. Cái gì? Đi ra nước ngoài? Anh làm thế là muốn tốt cho em. Anh đã sắp xếp người bên đó chăm sóc cho em rồi. Em có thể yên tâm dưỡng thai. Đây là 10 triệu, em cầm lấy đi. Không đủ dùng thì cứ báo anh. Chừng nào em có thể về đây? Đợi sinh con xong đi. Anh Thâm, em không muốn xa anh lâu như vậy đâu. Em muốn ở bên cạnh anh suốt đời. Mạc Hi, em ở bên anh, em sẽ gặp nguy hiểm đó. Là chú đã ép anh đưa em đi có đúng hay không? Em không đi đâu. Em không đi thì ông ấy sẽ ra tay với em phải không? Sao chú lại làm như vậy với em chứ? Rõ ràng em mới là người yêu anh nhất. Chúng ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã, là thanh mai trúc mã với nhau. Em chỉ là ra nước ngoài du học thôi mà. Sao vừa trở về thì anh đã lấy người khác làm vợ, tại sao? Mạc Hi, xin lỗi. Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Anh Thâm, trước giờ em đều không yêu cầu anh làm gì hết, nhưng bây giờ em mang thai con của anh đó. Em không mong là con của em khi chào đời xong nó cũng giống như em, không có danh phận. Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc thì anh có muốn lấy em hay không? Anh Thâm, em không có ép anh. Chỉ cần là anh nói không, em sẽ lập tức đi phá thai. Sau này vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa. Mạc Hi, em đừng vậy mà, được không? Cho nên anh vẫn sẽ lấy em phải không? Đợi em sinh xong đứa con của nhà họ Phó rồi tính tiếp. Mạc Hi, em ở đây vài ngày trước đi. 3 ngày sau anh đưa em ra nước ngoài. Anh Thâm, em nghe lời của anh. Thật không ngờ mình có con rồi, Phó Cảnh Thâm lại không đồng ý lấy mình. Xem ra chỉ cần còn con ả đê tiện mộ vũ kia thì mình không bao giờ có cơ hội bước chân vào cánh cổng nhà họ Phó. Nếu mà đã như vậy, trước khi mình ra nước ngoài mình sẽ trừ khử con nhỏ đó. Mộ vũ, mày chết đi. Mộ vũ, mày chết đi đâu rồi? Nhà hết tiền rồi kìa, mày kiếm tiền về đây. Phó Cảnh Thâm cho mẹ nhiều tiền như vậy, sao lại hết được chứ? Em trai của mày đang yêu đương, chính là lúc đang cần tiền. Chút tiền đó tiêu sạch từ lâu rồi, mau kiếm tiền về đây đi. Con không có tiền đâu. Đồ đê tiện, không lẽ mày trơ mắt nhìn em trai của mày không lấy được vợ sao? Sao tao lại sinh ra loại con gái như mày chứ? Sao tao không giết mày luôn từ lúc sơ sinh đi? Đây là món tiền cuối cùng mẹ còn đòi nữa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cảnh Thâm, đây là quà ngày lễ em tặng cho anh. Cảnh Thâm, đây là quà ngày lễ em tặng cho anh. Tôi không nghỉ lễ. Cái thằng nhóc này, đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của con với Mộ Vũ đó. Người ta tặng quà cho con, sao con lại không nhận? Món quà đáp lễ của con dâu, nếu không chuẩn bị
thì mau dẫn Mộ Vũ đi mua đi. Mau chọn một cái đi, tôi vội lắm. Cái đó được không? Gói hàng lại đi. Cảnh Thâm, cảm ơn món quà anh tặng em. Em rất thích. Đây là quà em tặng cho anh. Rác rưởi. Sau này cần tiền thì cứ đòi, đừng mượn danh nghĩa mừng lễ. Giả tạo. Ghê tởm. Đi đâu đó? Đi ra ngoài một chút. Vội như thế là đi gặp Diệp Hiên Thành à? Mới mấy ngày thôi đã không nhịn nổi rồi à? Không phải. Cầm tiền của nhà họ Phó chúng tôi đi mua quà tặng cho bồ. Mộ Vũ, cô cũng vô liêm sỉ thật đó. Trả lại cho tôi, nó là của tôi. Của cô ư? Mộ Vũ, tôi nói cho cô biết, tất cả mọi thứ của cô, bao gồm cả cô, đều là của nhà họ Phó tôi. Không được sự cho phép của tôi, cô không được lấy đi bất cứ thứ gì. Con nhỏ chết tiệt, sao vẫn chưa đem tiền tới? Mày bị xe tông chết rồi sao? Con tới liền đây. Nè cô, tiếp tục bán máu, cơ thể của cô sẽ chịu không nổi đâu. Bác sĩ, tiếp tục đi, tôi đang cần tiền. Mau đi mua thuốc bồi bổ đi cô. Đừng có vì tiền mà để mất mạng. Tôi biết rồi bác sĩ, cảm ơn cô. Đồ đê tiện, còn dám ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Bây giờ cứng cáp rồi phải không? Đây là món tiền cuối cùng thiệt đó. Con khốn, mày dám? Ngày nào tao còn sống, mày phải lo cho em trai của mày đó. Mày dám không cho tiền, tao đánh chết mày. Nè cô à, cô sao vậy? Tôi đưa cô tới bệnh viện nha. Không tới bệnh viện đâu, bố mẹ của cô đâu? Tôi đưa cô tới đó. Cô có chồng không? Hay là bạn bè? Nè cô bé, cô ráng lên đi. Tôi gọi cấp cứu tới ngay. Cấp cứu sẽ tới liền mà. Phó tổng, đây là đoạn ghi hình camera anh cần. 3 tháng gần đây, anh chỉ từng sai 3 lần. Nhưng 3 lần đó có chênh lệch với thời gian cô Bạch mang thai. Nghĩa là sao? Tôi cho rằng đứa con của cô Bạch xác suất cao không phải là con của anh. Điều tra thật kỹ lịch sử đi lại của Bạch Mặc Hy trong 3 tháng gần đây, thời gian nào đã đi đâu, gặp ai, đều điều tra rõ ràng cho tôi. Dân. Sao? Ý cô là tối nay cô muốn ngủ qua đây với nhà Diệp Hiên Thành à? Có Cảnh Thâm gì đó phải không? Là người thân của Mộ Vũ đúng không vậy? Bà là ai? Bà có quan hệ thế nào với cô ta? Sao điện thoại cô ta lại ở trong tay bà? Cô gái tên là Mộ Vũ ngất xỉu rồi. Tôi gọi cấp cứu cho cô ấy. Nếu như cậu là người thân của cô ấy thì mau tới đây đi. Cái gì? Tìm một sát thủ. Như nhà họ Phó canh chừng nghiêm ngặt. Muốn vào được nhà họ Phó giết chết Mộ Vũ đó sẽ khó hơn lên trời. Phải tìm một cơ hội nào đó dụ Mộ Vũ ra khỏi nhà họ Phó. Mộ Vũ nhập viện rồi. Tốt lắm. Đúng là cơ hội trời cho. Cô ấy sao rồi? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, đã không kịp thời bồi bổ dinh dưỡng cho nên ngất đi. Mất máu quá nhiều ư? Cô ta truyền máu cho người khác à? Điều tra cho tôi, xem hôm nay cô ta đã đi đâu. Dân. Phó tổng, đã điều tra ra nguyên do vợ anh bị mất máu rồi. Là vì hôm nay cô ấy đã đi bán máu. Bán máu ư? Dân. Hôm nay cô ấy đã đến một bệnh viện, đã bán 600cc máu, nhận được 10 vạn tệ. Ả đàn bà này bị điên à? Không có tiền thì cứ xin là được, lại đi bán máu. Không bán được thứ khác sao chứ? Sát thủ mình phái tới rồi.
Trần Tử Hạo, Bạch Mặc Hy, ả tiện nhân này cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Trần Tử Hạo, anh muốn làm gì đây? Làm gì à? Đương nhiên là muốn giết mày. Trần Tử Hạo, đâu phải tôi hại anh ra như vậy đâu. Chính là mày. Nếu không tại mày đưa ra ý tưởng tồi tệ đó thì sao tao lại tan nhà nát cửa, đoạn tử tuyệt tôn chứ? Ả đê tiện này, tao giết chết mày. Trần Tử Hạo, anh không được giết tôi. Tôi đang mang thai con của anh đó. Cái gì? Tôi đã mang thai con của anh rồi. Báo cáo xét nghiệm ở trong ngăn kéo, anh có thể tự xem. Báo cáo xét nghiệm thai chỉ có thể chứng minh mày có thai rồi, đâu thể chứng minh là con của tao chứ. Mày đừng có đem con của Phó Cảnh Thâm ra gạt tao. Nếu tôi mang thai con của Phó Cảnh Thâm thì bây giờ tôi còn sống ở đây sao? Tôi đã sớm bước vào nhà họ Phó và làm cô Phó lâu rồi. Phó Cảnh Thâm không hề ngủ với tôi. 3 tháng nay chỉ có lần đó của chúng ta thôi. Đúng là con của tao à? Mình còn tưởng nhà họ Trần tuyệt hậu rồi cơ. Không ngờ mình còn có con. Tốt quá, tốt quá. Anh không hận tôi nữa sao? Không hận nữa, không hận nữa. Cô chính là đại ân nhân của nhà họ Trần mà. Mặc Hy, đi theo tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô và con mình. Tôi bằng lòng làm mọi chuyện vì cô. Tôi không theo anh được đâu. Đứa con này cũng không thể nào mang họ Trần, chỉ có thể là họ Phó. Cái gì? Cô không cho con nhận mặt tôi à? Có tin tôi giết chết cô không? Đứa con này cùng họ với anh thì có ích gì chứ? Anh có thể đem lại cho nó cái gì? Nhưng nếu nó mang họ Phó, vào được nhà họ Phó, vậy thì tôi và con của chúng ta có thể tận hưởng vô vàn tiền bạc và quyền thế. Anh không muốn con mình được sống tốt sao? Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Chờ sau khi tôi vào được nhà họ Phó, đổi họ Phó thành nhà họ Trần, thì mọi thứ của nhà họ Phó đều thuộc về chúng ta. Nhà họ Trần anh không phải cũng có thể giật dậy sao? Cô nói đúng đó. Có điều, cô làm thế nào bảo đảm Phó Cảnh Thơm sẽ ly dị với Mộ Vũ rồi lấy cô làm vợ chứ? Chỉ cần anh có thể giúp tôi giết chết Mộ Vũ, tôi dám đảm bảo với anh, tôi nhất định sẽ có thể làm cho Phó Cảnh Thâm lấy tôi làm vợ. Cô bảo tôi đi giết Mộ Vũ ư? Cô muốn tôi đâm đầu vào chỗ chết à? Không phải anh nói anh bằng lòng vì tôi và con sao? Hy sinh mọi thứ sao? Không muốn thì thôi, tôi cũng đâu có ép anh. Nếu để con chịu khổ thì cũng tùy anh. Tôi làm. Mộ Vũ, cô chống đối tôi thì thấy có cảm giác thành tựu lắm phải không? Ai cho phép cô ra ngoài bán máu hả? Máu là của tôi tự làm chủ được mà. Không cần anh lo đâu. Tôi từng nói rồi, mọi thứ của cô, bao gồm cả cô, đều thuộc về tôi. Cả máu trong cơ thể cô nữa cũng chỉ được phép truyền cho tôi. Không được sự cho phép của tôi thì không được cho người khác dù chỉ một giọt. Mọi thứ của tôi đều thuộc về anh, ngoại trừ trái tim của tôi. Bao gồm cả trái tim của cô là của tôi. Tôi không làm được như vậy. Nếu như anh muốn khống chế thì làm cho nó ngừng đập luôn đi. Vì sao cô lại đi bán máu? Cô thiếu tiền lắm à? Tôi đã cho nhà cô rất nhiều tiền. Tiêu hết rồi à? Trong thẻ này có 20 triệu, cô cầm lấy đi. Tôi không thèm đâu. Đừng có giả bộ với tôi. Tôi ghét nhất là hạng đàn bà khẩu thị tâm phi như cô. Rõ ràng trong lòng rất thèm muốn, nhưng ngoài miệng lại nói không quan tâm. Đứng lại. Đi đâu đó? Tôi không sao. Tôi muốn xuất viện. Nè con gái. Nè con gái, sao con lại nhập viện như vậy rồi? Rốt cuộc nhà họ Phó đã khiến con sống ra làm sao? Ngay cả thuốc bồi bổ cũng không mua cho con. Con nhìn đi, con thành ra như vậy rồi. Mẹ đúng là thương con quá. Đúng là chiêu mẹ con thông đồng để gạt tôi. Mộ Vũ, cô còn chiêu gì mới mẻ không? Cô không chơi thì tôi giúp cô chơi cho. Mẹ vợ, trong thẻ này có 20 triệu. Mẹ Cảnh Thâm, con đúng là con rể ngoan. Mẹ gả con gái cho con là đúng người rồi. Một mình bà thì không đủ. Tôi muốn nghe chính miệng Mộ Vũ nói. Tôi cần tiền. 3 chữ này. Nè con gái, con mau nói đi. Nói nhanh lên. Mẹ, mau nói. Không nhận số tiền đó được đâu. Nói sằng bậy gì vậy? Số tiền con nên nhận mà. Đây là tiền mua thuốc bổ cho con đó.
Cái con nhỏ chết tiệt này không được nhận đâu. Cái đồ bạc bẽo, không được nhận mà, không được nhận. Mày đủ rồi. Cảnh Thâm, con nhóc này đúng là khốn nạn. Mẹ lôi nó ra ngoài chửi nha. Con chờ một chút. Cái con khốn, đi thôi. Nhanh lên, theo tao ra ngoài. Con nhóc chết tiệt, ra ngoài cho tao. Đủ rồi. Mộ Vũ bây giờ không muốn nói câu đó thì tôi sẽ thu lại số tiền này. Cảnh Thâm, con chờ mẹ một phút đi. Mẹ sẽ ép nó nói ra. Ra ngoài, ra ngoài nhanh lên. Tôi không có thời gian, kết thúc tại đây đi. Ra ngoài, tao đánh chết mày đó, đồ đê tiện. Dừng lại ngay, bà điếc à. Cút. Mộ Vũ, cô giỏi giả vờ hơn tôi đã nghĩ. Rõ ràng thèm tiền như thế, đối diện với món tiền 20 triệu quyến rũ lại vẫn kìm nén được. Có điều cô không gạt được đâu. Phó Cảnh Thâm, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu tha cho tôi? Mộ Vũ, cô muốn giở trò gì nữa? Năm xưa tại sao anh lại đưa ô cho tôi? Cứ để tôi ngồi ở dưới mưa không phải tốt hơn sao? Ô gì cơ? Cô nói rõ đi. Anh biến đi. Anh chưa từng đưa ô cho tôi. Chúng ta không hề quen nhau. Anh chưa từng làm như vậy. Mộ Vũ, cô đứng lại. Anh đừng có chạm vào tôi. Cô điên rồi à? Tôi muốn quay về. Quay về trận mưa đó. Mộ Vũ, tôi về rồi đi. Quay lại lúc đó. Cô bé này đáng thương quá. Đáng thương thiệt đó. Phải đó. Dừng xe lại. Cậu chủ sao thế? Khoan đã. Em khờ thế. Trời mưa mà không biết mang ô theo à? Tôi quay lại rồi. Tôi đã quay lại rồi. Là cô ấy. Thì ra là cô ấy. Ôi, ô của tôi. Không cần đâu. Tôi không cần ô. Tôi không cần anh che cho tôi. Phó Cảnh Thâm, lại là mày. Trần Tử Hạo, mày dám. Hai chúng mày chết chung đi. Đừng chạy. Đừng chạy. Đứng lại. Mộ Vũ. Mộ Vũ. Như vậy thì tốt quá. Mộ Vũ. Mộ Vũ. Mộ Vũ. Mộ Vũ, cô hãy ráng lên. Tôi không cho phép cô chết, cô biết không hả? Phó Cảnh Thâm, tôi có thể cầu xin anh chuyện này không? Cô nói đi. Nếu mẹ tôi tới xin tiền, anh đừng cho bà ấy nữa. Vì sao? Tôi không muốn nợ thêm nhà họ Phó các người. Cái gì? Con gái. Con gái, sao số con lại khổ như vậy? Sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ? Bà câm miệng đi. Mộ Vũ vẫn luôn cấp cứu trong đó. Con rể, mẹ thương con gái của mình mà. Lỡ như mà nó chết rồi thì nửa đời còn lại của tôi như thế nào đây? Bà đừng có giả vờ nữa. Bà chỉ muốn xin tiền tôi thôi. Bà hãy nói cho tôi biết số tiền trước bà cầm đi đã cho Mộ Vũ bao nhiêu. Con rể, ý của con là sao? Mẹ cầm số tiền đó đều là để mua thuốc cho Mộ Vũ mà. Đương nhiên là dùng cho Mộ Vũ rồi. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay bà không nói thật, trước đây bà nhận bao nhiêu tiền từ tôi, hôm nay tôi sẽ bắt bà trả lại gấp bội. Chuyện này không thể trách mẹ được. Mẹ luôn muốn đưa số tiền đó cho Mộ Vũ hết, nhưng Mộ Vũ không thèm. Cũng tức là từ đầu đến cuối Mộ Vũ cũng không hề lấy đi một xu nào. Nó không nên lấy số tiền đó là đúng. Sống ở nhà họ Phó được ăn ngon được ngủ ngon, vậy thì cần gì tiền chứ. Dù gì thì một mình mẹ còn nuôi thằng em, gánh vác gia đình này,
cần chi tiêu nhiều khoản lắm. Cút! Nè con gái, con mà chết thì mẹ và em trai của con phải sống làm sao đây? Nếu bà không còn cút đi, bây giờ tôi sẽ làm cho bà sống không nổi. Thì ra cô ấy chưa từng nhận một xu của mình. Còn mình, bác sĩ, sao rồi ạ? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần phải lập tức truyền máu. Truyền máu ư? Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Lấy máu của tôi đi, không cần xét nghiệm đâu. Sao lại dừng rồi? Hút đi, tiếp tục rút máu đi. Đủ rồi đó. Cô cứ rút nhiều máu vào, nhỡ đâu không đủ. Này con trai, được rồi, bác sĩ kêu đủ rồi mà. Nè con trai, con mau ngồi xuống đi. Cảnh Thâm, bây giờ con đã biết mộ chủ hy sinh vì con bao nhiêu được không? Mộ Vũ, mộ Vũ sao rồi? Không liên quan đến mày. Phó Cảnh Thâm, tên khốn, tên khốn. Thiên Thành à, Cảnh Thâm vừa truyền máu cho mộ chủ đó. Phó Cảnh Thâm, mày đừng tưởng mày truyền máu cho mộ Vũ một lần thì có thể xí xóa mọi tổn hại mày đem lại cho cô ấy. Không bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Phẫu thuật thành công rồi, nhưng vết thương của cô ấy quá nặng. Khi nào tỉnh lại được, có thể tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc vào vận mệnh. Cảnh Thâm, đây là đồ của mộ Vũ, cứ để bên cạnh nó đi. Nếu nó cảm nhận được, nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Ngày 23 tháng 4, 2020 là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi, vì tôi đã lấy chồng rồi, mà còn lấy người mình yêu nữa chứ. Tuy đã qua mười mấy năm, nhưng nhìn một cái là đã nhận ra nấy. Anh ấy chính là chàng trai đã che ô cho tôi trong cái đêm mưa gió đó. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, hôm nay đã rút rất nhiều máu. Cảm thấy khó chịu trong người, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, vì máu của tôi có thể cứu được anh ấy. Hy vọng anh ấy mau chóng tỉnh lại, nhìn thấy tôi. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, hôm nay anh ấy tỉnh lại rồi, nhưng hình như anh ấy không nhớ tôi là ai hết, còn rất xa lánh tôi. Có điều không sao, tôi tin rằng tôi nhất định có thể làm cho anh ấy đem lòng yêu tôi. Cố lên, mộ chủ, vì người mình yêu. Cố lên nha. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, hôm nay tôi biết anh ấy có một cô gái thanh mai trúc mã. Thái độ của anh ấy với cô gái này khác hẳn với tôi. Tôi còn phải đi một chặng đường nữa rất dài. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Nhưng mà anh ấy cả ngày không về nhà. Có lẽ do anh ấy quá bận. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, hôm nay thanh mai trúc mã của anh ấy đã tới tận nhà tìm tôi, kêu tôi ly hôn với anh ấy đi. Tôi không đồng ý. Cô ấy đã ra tay đánh tôi. Tôi không nói cho anh ấy biết, tôi sợ anh ấy sẽ phân tâm. Ngày 6 tháng 3 năm 2022, lâu lắm rồi anh ấy không nói chuyện với tôi. Tôi không biết tôi có nên cố gắng nữa hay không. Ngày 8 tháng 1 năm 2022, tôi mệt mỏi quá, thực sự rất mệt. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, anh ấy kêu thanh mai trúc mã vào sống trong nhà. Trời thì mưa rất to. Mộ Vũ, xin lỗi. Phó tổng đã dẫn người đến đây rồi. Anh Thâm, quan cho em lắm. Là Trần Tử Hạo muốn lôi em chết chung. Anh đừng để bị hắn gạt. Tôi đã bị gạt rồi. Phải, là như vậy đó.
Tôi đã bị ả đàn bà tâm địa tàn độc như cô gạt đó. Anh Thông, sao anh lại nói em như vậy? Em không hề làm gì hết. Cho dù là anh không tin em thì anh cũng nên nghĩ cho đứa con của chúng ta chứ. Quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây là clip trong điện thoại của Trần Tử Hạo. Cô quen người trong đó chứ hả? Là giả đó. Đoạn clip này là giả. Em mang thai con của anh, là người thừa kế của nhà họ Phó, chứ không phải là con của cả thái giám đó. Kiếp sau tiếp tục mơ giấc mộng hào môn của cô đi. Anh Thâm, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh Thâm, có cảnh Thâm, anh không được đối xử với em như vậy. Nè con trai, Mộ Vũ đã tỉnh lại rồi. Mộ Vũ, con đã tỉnh lại rồi. Con khiến cho mọi người lo lắng lắm đó. Mẹ, đã làm cho mọi người lo lắng rồi. Tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt. Hiên Thành, cảm ơn anh đã tới thăm em. Nhà họ Diệp bây giờ vẫn ổn chứ? Ổn hơn trước đây rồi. Em biết anh có thể làm được mà. Mộ Vũ, chuyện lần trước, xin lỗi em. Không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi. Anh còn có chuyện này muốn nói xin lỗi em. Trước đây anh đã gạt em. Thật ra lần đó người cứu em từ trong tay Trần Tử Hạo không phải là anh, mà là Phó Cảnh Thâm. Mộ Vũ, Phó Cảnh Thâm, anh buông tôi ra đi, ôm chặt quá rồi. Mộ Vũ, chúc hai người hạnh phúc. Em không sao chứ Mộ Vũ? Thấy khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ đến nhé. Tôi không sao. Tôi có chuyện này muốn nói với anh đi. Em nói đi. Phó Cảnh Thâm, chúng ta ly hôn nha. Mộ Vũ, bây giờ em mới vừa tỉnh lại, còn yếu lắm. Chuyện đó để sau này hãy nói, được không? Phó Cảnh Thâm, anh giải thoát cho tôi đi. Mộ Vũ, Bạch Mạc Hy sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Anh đã giam cô ta lại rồi. Và con của cô ta cũng không phải là con của anh. Trước nay anh chưa từng ngủ với cô ta. Phó Cảnh Thâm, tôi muốn ly hôn với anh trước nay không phải là vì vấn đề đó. Vậy vì sao? Bởi vì tôi đã không còn yêu anh nữa. Em không yêu anh, vì sao lại đẩy anh ra? Chỉ là vì anh từng cứu tôi. Tôi muốn trả lại cho anh mà thôi. Chuyện này không liên quan gì tới chuyện yêu hay không. Anh không tin. Anh không thể tin tôi một lần sao? Được, anh biết rồi. Anh bằng lòng. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh sẽ bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu. Sẽ khiến em lại lần nữa yêu anh. Một năm không đủ thì hai năm. Hai năm không đủ thì ba năm. Đến khi em bằng lòng lấy anh làm chồng. Ba năm sau. Cậu chủ nhà họ Phó đối với mộ tổng của chúng ta đúng là si tình. Suốt ba năm trời ngày nào cũng sét đánh không đi, vẫn ôm qua đeo đuổi chị mộ. Đáng tiếc chị mộ quá tuyệt tình, không chút động lòng. Hôm nay tan ca sớm thế. Hôm nay khá là thuận lợi. Phó Cảnh Thâm, không cần ngày nào cũng tới gặp tôi đâu. Anh đã làm sai gì chứ? Anh có thể sửa đổi. Em không thể nói đến cả cơ hội cũng không cho anh chứ. Ý của tôi muốn nói, anh đã thành công rồi. Thành công rồi ư? Chúc mừng anh đã thành công, làm cho em lại yêu anh thêm một lần nữa.